chào các bạn các bạn đang nghe bộ truyện sủng mị của tác giả ngư thiên không bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube vov nghe là mê trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé nếu thấy hay các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé xin cảm ơn quân đoàn cấp thấp đối với sở mộ không tạp thành uy hiếp, bởi vì có mạc tà tồn tại. Nhưng quân đoàn trung cấp và quân đoàn cao cấp thì kỹ năng tai nạn chủng tộc của mạc tà sẽ bị áp chế, bởi vì trong quân đoàn như thế có cường giả cấp đế hoàng cao cấp, Diệp Hoàn Sinh không thể nào giết bọn chúng được. Có lẽ một kỹ năng của sở mộ có thể tiêu diệt hơn một ngày, quân đoàn cao cấp không tính là đối thủ của sở mộ, nhưng mà đối thủ của hắn không phải quân đoàn, mà là đám cường giả cấp chúa tể vinh vào hung hăng của hồn minh, nếu như tiêu hao thể lực vào những quân đoàn này thì hắn làm sao đối đầu với Tứ Hùng, Lê Hồng, Ngô Quảng, Dịch Quân là một đám cường giả cấp chúa tể. Quân đoàn của Tam Đại Cung Điện xuất hiện không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cũng làm cho sở mộ hiểu cho dù cao tầng Tam Đại Cung Điện bị thua nhưng không có tan giã, sở mộ cũng tin tưởng mặc dù là tương lai không còn tồn tại, nhưng nhất định vẫn tồn tại những người dám đối đầu với hồn minh, sẽ còn kéo dài. chương 1190, Đường Máu, Đăng Nguyên lão kế tiếp giao cho các người rồi. Sở mộ gật gật đầu, quân đoàn đối kháng quân đoàn, sở mộ biết rõ tiếp tục sẽ có vô số hy sinh, nhưng mà đưa mắt nhìn qua hình đài nguy nga, bọn họ thật sự sẽ lui về phía sau sao. Sở mộ không có suy nghĩ bao nhiêu người trong quân đoàn tam đại cung điện sẽ chê, đối với sở mộ mà nói có bọn họ ở đây là đủ rồi. Trong thành đã sớm xây dựng không ít cứ điểm phòng ngự, những cứ điểm này có thực vật bao bọc lại, căn bản không phải là bài trí cho có. Trên cứ điểm này quân đoàn hồn minh tầng tầng lớp lớp, thủ vệ chỉnh tề, bọn họ từ trên cao nhìn xuống, bao quát dùng nước lũ màu trắng ngoài thành. Trong mắt của bọn họ hiện ra thần sắc trêu đùa, giễu cợt những kẻ không tự lượng sức mình. Nhưng mà thủ vệ trùng trùng điệp điệp này không có chú ý tới trong màn mưa bàn bạc này có một ít dược vật màu xanh ra trời đang pha trộn vào trong đó. Những dược vật này theo mưa bay đi, sau đó theo mưa gió tản mát ra không khí ẩm ướt chung quanh. Không có ai biết những dược vật này có tác dụng là gì, cũng căn bản không có người phát hiện bọn họ hít thở không khí lại ẩn chứa dược vật, bởi vì lực chú ý của bọn họ bị quân đoàn của Tam Đại Cung Điện hấp dẫn. Đại quân áp thành, hào khí trở nên vô cùng khẩn trương, màn mưa trong thiên địa không dứt nhưng không thể át được tiếng giao tranh. Huyết thủy, gió tanh, chiến hỏa bất diệt, trên cứ điểm chấn thủ của nội thành, Hùng Tá Luyện Duyên đứng ở chỗ cao nhất nhìn bao quát quân đoàn màu trắng đang lao tới, tìm kiếm thân ảnh của Sở Mộ cùng Chiêu Lãnh Xuyên. Luyện Duyên là người duy nhất trong tứ hùng không quan tâm tới quyền lực, thế lực, địa vị, hắn giống như ẩn sĩ tồn tại trong nơi hẻo lánh của vạn tượng cảnh, bởi vì hắn thường xuyên ra ngoài lịch lãm rèn luyện nên càng có người gọi hắn là giã luyện chi vương. Toàn thân của người này lộ ra khí thức của dã thú, giống như có dã thú nào ở bên cạnh hắn sẽ bị hắn xé nát ngay lập tức. Sau khi tới cấp chúa tể thì hắn chưa từng chiến đấu với cường giả nhân loại, giã luyện dần dần mất đi tính khiêu chiến nên hắn lựa chọn ở lại lĩnh vực nhân loại, hắn tìm kiếm cường giả cấp chúa tể trong lĩnh vực nhân loại, hắn muốn tiếp tục nhắm nháp tư vị chiến đấu. Luyện Duyên cầm đầu, kế bên hắn theo thứ tự là Ngô Quảng, Lê Hồng, Mạch Lăng. Hùng vị sắp xếp lại lần nữa, hùng thủ viên tuế trở thành vạn tượng cảnh vương, Luyện Duyên trở thành hùng thủ, Ngô Quảng là hùng tá, Hạ Chỉ Hiền là hùng phụ, Lê Hồng là hùng mạt, Mạch Lăng chính là ngũ hùng. Nói cách khác hiện tại đứng trên cứ điểm này chính là tứ hùng trong ngũ hùng của tương lai, mục tiêu của bọn họ chỉ có một, chính là bắt sở phương trần cùng chiêu lãnh xuyên. Hắn đã giết chết một hồn sủng của minh chủ. Luyện duyên chỉ vào nam tử đứng trên ô sắc chiến hổ, mệt mỏi nói ra. Là hắn, ngô quảng lạnh lùng nhìn qua sở mộ, trong mắt hiện ra một tiệu án độc và mừng rỡ. Hóa thành cho thì ngô quảng cũng có thể nhận ra sở mộ, sĩ nhục và oán độc trên bình nguyên lần trước làm cho hắn vốn trở thành hung thủ, nhưng bởi vì bại trận nên hắn trở thành hung tá. Mừng rỡ là sở phương trần thật sự có can đảm tới đây, như vậy hắn hôm nay có thể rửa sạch hổ thẹn, hơn nữa dựa theo những lời lúc trước là dẫm lên mặt của hắn. Luyện duyên, tiểu tử này có chiến thú mặc giã thực lực rất mạnh. Hùng mặt mạch lăng mở miệng nói ra, luyện duyên gật gật đầu, liếc mắt nhìn ngô quảng, mở miệng nói. Ngô quảng, sao cho ngươi được chứ? Sắc mặt ngô quảng cứng đờ, nói. Hay là ta và ngươi liên thủ, ngô quảng nắm giữ chỉ có băng thương chi vương, lúc trước liên thủ với đấu thiên cơ giác thú vương cũng không phải đối thủ của chiến thú mặc giã, lại bảo hắn một mình đi chiến đấu, đây không phải tìm chết sao? Hơn nữa nói thật là chiến thú mặc dã đến bây giờ cũng còn lưu lại bóng mờ không nhỏ cho Ngô Quảng. Ngô Quảng muốn dùng máu rửa sạch sỉ nhục, nhưng điều kiện tiên quyết là có người liên thủ với hắn mới được, bằng không thì hắn không dám đơn đả độc đấu với sở phương trần. Như vậy chiêu lãnh xuyên sẽ giao cho tiểu đệ, mạch lăng mang theo vài phần định nọt nói ra, chiêu lãnh xuyên là của ta, Lê Hồng Hờ hững nhìn qua mạch lăng, mở miệng nói ra. Sắc mặt mạch lăng có chút khó coi, trong ngũ hùng thì hắn có thái nga cự nhân là tiếp cận cấp chúa tể, Trước mặt mấy người khác hắn nói chuyện phải cẩn thận từng ly từng tí, càng làm cho Mạch Lăng tức giận không thôi là hùng vị của lại bị Lê Hồng thay thế, mà cái gọi là ngũ hùng chỉ sợ hoàn toàn là trên danh nghĩa. Ha ha, Mạch Lăng, sở phương trần có con bạch yểm ma ngươi đi đối phó đi. Một con sinh vật tiếp cận cấp chúa tể ta không có hứng thú. Luyện duyên vừa cười vừa nói, vì hai người mà xuất động bốn hùng, trong mắt của hắn thì chuyện này không cần thiết, chỉ có điều muốn hồn minh chiến thắng nhanh hơn thì phải tiêu diệt nhân tài của đối phương nhanh nhất, miễn cho tam đại cung điện cho tàn lại cháy. Bốn người không thèm để ý phân chế địch nhân, quân đoàn tam đại cung điện lúc này đã vừa tới cứ điểm thực vật này, kỹ năng yêu thú rậm rạp chẳng chịt đánh lên cứ điểm này. Bọn họ đứng trên cao quan sát những yêu thú này, có lẽ trong mắt bọn họ hồn sủng bên dưới chỉ là những con kiến hơi lớn mà thôi, chỉ cần dậm chân một cái là chết một đống, bọn họ căn bản không cần phí thể lực lên người của những hồn sủng này, con mắt cao ngạo nhìn qua những người có thể uy hiếp với hồn minh mà thôi. hai quân đoàn va chạm với nhau, hỏa vũ, băng vũ, lôi điện, đá rơi, cuồng phong đan sen, năng lượng nguyên tố như mưa rơi xuống dưới, kỹ năng tiếp tục không ngừng va chạm với nhau tạo thành cuồng phong, biến thành thị này thành hoang tàn ở khắp nơi. đằng nguyên lão khống chế băng thú xuyên thẳng qua cứ điểm, áp lực và tức giận thời gian dài đã bộc phát ra ngoài. chiến đấu vừa mới bộc phát không lâu trên người hân đã nhiễm máu tươi của hồn hoàng. Từ khi bước vào vị trí nguyên lão thì hắn không có được uống máu thỏa thích như vậy, nhưng mà có chút năng lực không vì tuổi tác mà giảm đi, thời điểm hương vị máu tươi kích thích hung tính thì giết chóc sẽ không lạnh nhạt và vô vị. Giết vào đi, huống trưởng lão ở dưới cứ điểm hét lớn một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn qua bức tường cao phủ đầy thực vật, liếc thấy những đối thủ nhiều năm của mình lại lo lắng cho những người trên hình đài. Cừu hận chiếm cứ toàn bộ đầu óc, huống trưởng lão khống chế yêu linh không nhìn thẳng những bụi gai chướng ngại vật xuyên qua kỹ năng dày đặc đánh về phía cường giả ngấn vị. Bụi gai với cường giả cấp hồn hoàng không có bao nhiêu tác dụng, tuyệt đại đa số do hồn sủng sư dưới hồn hoàng tạo thành, những bụi gai này chỉ có sắc nhọn, chúng còn có thể kéo dài ra trăm mét chiến đấu với sinh vật khác, chiến đấu bộc phát trong khoảng thời gian ngắn thì bụi gai trên cứ điểm chính là tử thần thu hoạch tính mạng, thi thể đầm điểm máu tươi treo trên đó. Rồi sau đó quân đoàn vẫn xông lên, bọn hắn họ dẫm lên thi thể đồng bạn leo lên cứ điểm, đây không phải bất kinh với người chết, mà khi bọn họ dẫm qua sẽ thực hiện nguyện vọng của người chết, giết thêm nhiều địch nhân cứu người nhà của bọn họ ra. Chiến đấu thảm thiết trên cứ điểm diễn ra liên tục, đây là lần đầu tiên sở mộ nhìn thấy chiến đấu giữa người với người đại quy mô như thế. Hắn đại khái có thể dùng hồn sủng cấp chúa tể hủy cứ điểm cho bọn họ, nhưng mà hắn không có làm như vậy, bởi vì hắn cũng như những người kia cần leo lên những thi thể bước qua cứ điểm, còn có chuyện quan trọng hơn cần hắn làm. Nếu địch nhân vênh váo hung hăng trên hình đài nguy nga, như vậy nếu dùng thi thể của đồng bạn đi tới nơi đó, sở mộ kiên quyết phải dẫm lên Mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập chung quanh sở mộ, sở mộ lại tham lam hít lấy Chiêu thái tử, chúng ta đi qua Sở mộ nhìn qua chiêu thái tử ở bên cạnh, mở miệng nói ra Chiêu lãnh xuyên vật gật đầu, khống chế vạn chiêu thú dẫm lên máu tươi vượt qua cư điểm Sở mộ cùng chiêu lãnh xuyên đi về phía trước lúc, chung quanh hai người xuất hiện những thánh vệ quần áo trắng bọn họ toàn bộ khống chế lâm giận thú của hồn điện, áo giáp góc cạnh cân xứng trên người. Cứ điểm dần 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 mở lỗ hỏng ra nhiều lắm, thánh vệ giống như những thủ vệ trung thành mang bọn họ đi qua. Xuyên qua cứ điểm này kỳ thật rất ngắn, nhưng mà những thủ vệ này hay lâm giận thú của bọn họ đã biến thành màu đỏ tươi. Nhân số hình như giảm đi rất nhiều nhưng bộ pháp của bọn họ không dừng lại, thánh vệ quân biến thành màu đỏ, bọn họ mở đường cho sở mộ cùng chiêu lãnh xuyên. Một nhóm người ở lại cứ điểm này tiếp tục chiến đấu, một nhóm người xuyên qua lỗ hổng đi lên phía trước trong thành này quân đoàn hồn minh dần dần trở nên tinh nhuệ phía sau không ngừng có chiến sĩ toàn thân đầy máu tươi ra nhập chiến đấu nhưng không ngừng có người ngã xuống trên đường phố chính bị mưa to rửa sạch bất tri bất giác hình đài nguy nga trong nội thành đã có thể nhìn thấy rõ ràng được từ những bóng mở cực lớn mang cho các chiến sĩ một áp lực to lớn cứ điểm trong nội thành được xưng là cứ điểm thép sau lưng của cứ điểm có vô số người trên hình đài mà trên hình đài tất cả mọi người gian quỳ ở trên đó thì quen với cảnh máu và nước mưa hòa vào nhau. Từ độ cao của bọn họ có thể nhìn thấy một nửa thành thị, có thể nhìn thấy đường chính thẳng tắp rộng rãi. Lúc ban đầu có ba người trên đường chính, đi trên con đường đầy máu, đến bây giờ vạn quân trùng kích nội thành, cảnh này làm cho nội thành dùng máu tươi rửa qua bao nhiêu lần rồi, đã không biết có bao nhiêu cổ thi thể ở lại. Người đang ở trong giết chóc thì chết lặng, trong mắt chỉ có không ngừng đi lên phía trước, mà người ở trên hình đài nhìn qua bọn họ thì khóc vô số lần. Dần dần quân đoàn Tam Đại Cung Điện hiện ra ngay trước mắt, đã có thể nhìn rõ là ai giết tới trước, nhìn thấy hồn sủng của ai ngã xuống. Ông trời đổ mưa giống như đang khóc than cho người chết, người vùi đầu giết chóc ngẩng đầu nhìn qua cứ điểm và hình đài đầy hướng tới. Giờ khắc này, cứ điểm chắc chắn và hình thái cao ngất mang lại áp lực lớn cho mọi người tới không ngờ, không chỉ trên hình đài có trồng chất quân đoàn cao cấp của hồn minh, càng đi tới gần hình đài thì đối thủ càng mạnh, mà ở trên đó chính là hai hùng, thiên tử của Hồn Minh và Lê Hồng làm phản. Cường giả cấp chúa tể, bốn gã cường giả cấp chúa tể xuất hiện, bọn họ chỉ dùng ánh mắt bao quát là khí thế như ngọn núi để xuống hồn điện, làm cho người ta không dám tiến lên phía trước. Sở Phương Trần, Chiêu Thái tử, Thánh vệ trưởng Trác Nông nhìn qua hai người, ngữ khí trầm xuống. Sở Mộ nhận ra Thánh vệ trưởng Trác Nông này, đây là Thánh vệ thành thiên hạ, Sở Mộ không biết hắn bước vào thành vạn tượng từ khi nào, nhưng mà vị nam nhân trung niên này có tâm huyết làm sở mộ cảm động. Sở mộ nhìn qua thánh vệ trường Trác Nông gật đầu, Trác Nông không nói thêm lời, chức trách của thánh vệ chỉ tới đây là đủ, trước mặt cường giả cấp chúa tể thì bọn họ không có tác dụng gì, chiến đấu kế tiếp chỉ nhờ bọn họ thôi. Ánh mắt chiêu lãnh xuyên nhìn chằm chằm vào Lê Hồng đang đứng trên cứ điểm, người hắn kính ngưỡng nhất lại biến thành người hắn hận nhất, loại cưu hận này có lẽ sẽ gia tăng theo thời gian. Sở mộ liếc mắt nhìn qua chiêu lãnh xuyên nổi gân xanh, mở miệng nói lần này không được bại. Chiêu lãnh xuyên gật gật đầu, hắn tin tưởng sở mộ tuyệt đối có thể lấy một địch ba, như vậy hắn cần làm chính là không đi quấy, chiến đấu với Lê Hồng không cần sở mộ tham gia vào. Chiến hổ màu đen xuyên qua con đường đầy huyết tinh, cho dù cư điểm có như thế nào cũng không thể ngăn cản nó được, trong chớp mắt nó đã chạy lên trên cứ điểm đó, đứng trên cao băng cầu lạnh lùng nhìn chầm chằm vào người bên dưới. Trên băng cầu băng thương chi vương ngạo nghế cô lập, sinh vật cấp chúa tể khống chế băng hệ tuyệt đối đang cừu hận nhìn chằm chằm vào chiến giã. Cừu nhân tương kiến hết sức đỏ mắt, băng thương chi vương và chủ nhân của nó nhìn thấy chiến giã vừa giận lại sợ, lúc này thống thấy con hổ màu đen chạy tới thần sắc lập tức ngưng trọng vài phần. Ngô Quảng, Mạch Lăng trông thấy sở mộ khống chế chiến thú mặc giã đi tới không tự chủ mà lui ra sau vài bước, trong mắt bọn họ thì nam tử này quá đáng sợ, còn đáng sợ hơn thiên quân vạn mã nhiều. Ngươi chính là sở phương trần, hùng tá luyện duyên tươi cười đầy giã tính chính là ba người các ngươi sao? Sở mộ đảo mắt nhìn qua hùng tá luyện duyên, thiên tử ngô quảng, hùng mặt mạch lăng, ngữ khí bình thản nói ra. Đã rất thất nhắc ngươi, hùng tá luyện duyên lãnh đạm cười nói. Xuất động bốn hùng trong năm hùng tương lai, hùng tá luyện duyên cảm thấy có chút đại tài tiểu dụng. Đúng như lời của địa hạ vương dịch quân thì giải quyết hắn và chiêu lãnh xuyên xong, bọn họ còn phải đi thương nghị công việc. Nói cho hết lời hùng tá luyện duyên đã niềm chú ngữ, đồ án phù văn màu nâu lượn lờ chung quanh hùng tá luyện duyên một đồ án hình băng cầu hiện ra băng cầu rung động rất nhỏ trong đồ án này lông vũ màu nâu mất trật tự phiêu động ra ngoài đồ án một hùng hăng hiện ra ngoài phe phẩy cánh thật nhẹ đem lông vũ chỉnh tề này lông vũ như kiếm sắc bén lợi hại thân hình góc cạnh rõ ràng toàn thân có cảm giác như sắt thép hiện ra ngoài thời điểm mở cánh ra thì cự ưng màu nâu như sắt thép này chiếm cứ không gian đây là một con cương thiết chú tạo ưng vương ánh mắt cuồng dã lợi hại lồng vũ sắc bén như kiếm không biết lấy bao nhiêu tính mạng, nhuộm qua bao nhiêu máu tươi, móng vuốt tang hồn vô kiên bất tồi, người xem kinh hãi lạnh mình. Xoẹt xoẹt, móng vuốt theo đánh vào băng cầu, dường như chỉ hơi dùng lực thì cả cây cầu băng sẽ bị chảo của nó niết nát bấy. Trường 1191, 10 phút, búa rơi. Lăng lệ ác liệt, hung mãnh, toàn thân đều là vũ khí sắc bén, cương thiết hùng ưng chi vương xuất hiện, người của tam đại cung điện trên hình đài hít sâu một hơi khí lạnh, sinh vật như vậy mà bay vào trong vạn quân sẽ có bao nhiêu người bị mở ngược bể bụng. Cương thiết hùng ưng chi vương này so với quan hoàng vương của mục nữ thần còn mạnh hơn một chút, sở lão đệ ngàn vạn lần phải cẩn thận. Hình trên đài đàng lãng âm thầm lo lắng. Lúc trước hùng tá cùng mục thanh y chiến đấu đàng lãng cũng tận mắt nhìn thấy, quan hoàng vương đọ sức trên không trung không ngờ bị cương thiết hùng ưng chi vương áp chế, hiện tại ngô quảng cùng hùng tá luyện duyên liên thủ đối phó sở mộ xác thực làm cho người ta lo lắng thời điểm đằng lãng đang lo lắng thì bỗng nhiên một đám binh sĩ hồn minh đi tới, cưỡng ép kéo bọn họ tới chỗ hành hình. Các ngươi, các ngươi làm cái gì? Đằng lãng lập tức giận dữ nói. Những người khác cũng lập tức kêu lên, nhưng trong ẩm ý đã có chừng 100 người bị kéo tới chỗ hành hình, bọn họ xếp thành một hàng, bị áp quỷ gối. Đầu lâu thì đặt lên đài trảm, trong lúc nhất thời đầu của 100 người này bị trảm, nói cách khác chỉ cần cây búa rơi xuống thì 100 cái đầu lâu sẽ bay ra. Thấy một màn này sở mộ lập tức nhíu mày, Bọn họ muốn hành hình hiện giờ sao? Ha ha, chiến đấu không có một chút tặng phẩm thì không thú vị, ngươi không phải muốn cứu người sao? Luyện duyên ta cho ngươi cơ hội." Hùng tá Luyện duyên đứng trên người cương thiết Hùng Ưng Chi Vương, dùng ngón tay chỉ vào 100 cái đầu lâu kia, vừa cười vừa nói. "Mỗi 10 phút búa rơi xuống một lần, ngươi có 10 phút đánh bại chúng ta, có thể cứu những người còn sống." Thời điểm nói tới đây, Thiên tử Ngô Quảng cùng Hùng Mạt Mạch Lăng cũng cười rộ lên. "Hùng tá không hổ là Hùng tá." phương pháp như vậy cũng nghĩ ra, hai người bọn họ cơ hồ có thể nghĩ tới cảnh 10 phút sau gương mặt tức giận của sở phương trần vặn vẹo thế nào. Sở mộ ngừng đầu, ánh mắt đảo qua 100 người đang bị đưa đi. Trong 100 người này hắn nhìn thấy lão ẩn sĩ, trông thấy tiếu nguyên lão, trông thấy uyển chữ công chúa, ánh mắt của nàng vô cùng phức tạp nhìn mình, dường như có rất nhiều lời muốn nói. Sở phương trần, chiêu thái tử. Cho dù đầu rơi xuống đất ta cũng sẽ mở to mắt nhìn lê hồng chó chết này bị xé thành mảnh nhỏ, nhìn qua ngô quảng lại bị trà đạp, nhìn qua luyện duyên giám thí bị dẫm thành thịt vụn. Lão ẩn sĩ lập tức nghẹn ngào hô to một câu, không cách nào sử dụng hồn niệm cũng chỉ có thể hô lên, lão ẩn sĩ cũng không xác định âm thanh già nua của mình có làm sở phương trần cùng chiêu lãnh xuyên nghe thấy hay không. Ánh mắt sở mộ nhìn qua lão ẩn sĩ, khó có được thời khắc này lão đầu trước khi chết còn cốt khí như vậy. 10 phút 100 tánh mạng, sở mộ nhận ra mấy người, những người khác có lẽ là thê nhi người thân của các thánh vệ. Không thể không nói hùng tá luyện duyên dùng chiêu này rất độc, cho dù lực lượng tương đương, nếu như dưới áp lực 10 phút 100 cái đầu thì chỉ sợ cũng rất khó phát huy ra toàn bộ thực lực, cuối cùng sẽ tuyệt vọng sụp đổ qua một lần búa hạ xuống. Luyện duyên, ngươi, ngươi chết không yên lành, con mắt chiêu lãnh xuyên đã đỏ bừng, trong 100 người này có mẫu thân hắn, muội muội của hắn bên trong, 10 phút búa rơi cũng cắt tâm của chiêu lãnh xuyên thành hai nửa. Sở huynh đệ, ánh mắt chiêu lãnh xuyên nhìn chầm chầm vào sở mộ, Hắn biết rõ sở mộ nhất định có thể chiến thắng ba người kia, nhưng mà 10 phút quá ngắn, nhìn qua mẫu thân và muội muội của mình rơi đầu, chiêu lãnh xuyên làm gì còn tâm tình. Sở mộ nhìn qua chiêu lãnh xuyên, ý bảo hắn tỉnh táo lại. Ánh mắt sở mộ nhìn qua hùng tá bốn người, tỉnh táo hờ hững nói ra. Chỉ mong các người có thể kiên trì 10 phút, hư, cuồng vọng, luyện duyên ngược lại muốn nhìn người có bản lĩnh gì. Luyện duyên cười lạnh nói, nói xong luyện duyên đã khống chế cương thiết hùng ưng chi vương dương cánh bay lên, Thân hình sắt thép bay trên đầu Sở Mộ. Thiên tử Ngô Quảng thấy luyện duyên ra tay thì cũng ra lệnh. Sở Mộ nhảy ra khỏi người của chiến giã, ngẩng đầu nhìn qua hai sinh vật chúa tể này. "Giống!" Chiến giả phát ra một tiếng gào thét, căn bản không cần Sở Mộ ra lệnh, thân ảnh hắc sắc đạp không mà lên, chủ động lao thẳng vào Cương Thiết Hùng Ưng Chi Vương cùng Băng Thương Chi Vương. Cánh của Cương Thiết Hùng Ưng Chi Vương có tần suất cực nhanh, nó trên không trung có thể tùy ý cải biến tư thái phi hành cùng quý tích mà đáng sợ hơn là chung quanh thân thể của hắn từ đầu đến cuối đều có lông vũ giống như kiếm nhận bay quanh, những lông vũ này lấy quỹ tích chung quanh cương thiết hùng ưng chi vương làm đường bay, có thể xoắn giết bất cứ sinh vật nào ngăn cản. Vũ nhận phong bạo như vậy chỉ sợ bất cứ sinh vật nào cũng không thể kiên trì dưới tay cương thiết hùng ưng chi vương nửa phút. Mà băng thương chi vương vẫn ở trên băng cầu như trước, thời điểm nhảy lên thì cứ điểm cùng hình đài này trong khoảng khắc có vô số băng điểm vây quanh. Những băng thể này rơi xuống thành thị, giống như ngọn núi nguy nga, hoặc như thạch nhũ, nhìn qua mà cảm thấy giật mình. Thi triển kỹ năng thì không gian bị đóng băng, cuồng phong gào thét thổi qua làm cho người ta có cảm giác như rơi vào hầm băng. Hùng tá, chiến thú mặc giã của sở phương trần có được đoạn chi trọng sinh và năng lực cuồng hóa, thực lực sẽ không ngừng tăng lên, biện pháp giải quyết cuối cùng chính là nhất kích tất sát, bằng không thì kéo dài thời gian thì thực lực của nó càng ngày càng mạnh. Thiên tử Ngô Quảng nhắc nhở Hùng tá luyện duyên một câu. Kéo dài thời gian, theo ta thấy hắn không có nhiều thời gian như vậy. Hùng tá luyện duyên chỉ chỉ vị trí hình đài, nói cũng phải, ngô quảng cũng cười rộ lên, thời điểm hai người dùng tinh thần trao đổi, thân ảnh hắc sắc kia đạp không bay lên, cao ngạo đứng trên ngọn núi tuyết nhìn xuống. Hống hống hống, con mắt chiến dã thâm thúy nhìn chằm chằm vào cương thiết hùng ưng chi vương cùng băng thương chi vương, đưa mắt nhìn chúng gào thét thị uy. Vẫn là lấy một địch hai, chiến dã cảm thấy chiến ý dâng trào khó chịu. Cương thiết hùng ưng chi vương xuyên thẳng qua núi băng, cả quá trình phi hành vô cùng dũng mãnh. Lông vũ lượn lờ và cương thiết hùng ưng chi vương vỗ cánh bay lượn trên cao, ánh mắt nhìn chầm chầm vào chiến giã. Nghệ, cương thiết hùng ưng chi vương gáy to một tiếng, thoáng chốc vạn kiếm như mưa, mưa đá nhao nhao rơi xuống lông vũ bằng bạc này, mưa rơi đầy trời, rậm rạp chẳng chịt. Đinh 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 len keng, kiếm vũ của nó nhanh chóng đánh tới, trong khoảnh khắc đánh ngọn núi chiến giã đứng thành phấn vụn. Chiến giã thả người nhảy lên cao, đạp không mà đi, thân hình tráng kiện nhảy lên ngọn núi băng khác. Thời điểm này ngọn núi băng tuyết này bỗng nhiên xuất hiện buông lỏng, lung la lung lay giống như sụp đổ, sau một khắc là nổ tung. chương 1192, miểu sát Thái Nga cự nhân P1. Chiến giã lần này nhanh chóng né tránh qua chỗ khác, không muốn bị thương vô ích. Bang, di di, cả ngọn núi nổ tung, băng tuyết của ngọn núi đổ xuống dưới ầm ầm nện vào trong nội thành, trong nội thành lập đầy mảnh băng vụn và kiến trúc đổ nát. Chiến thú mặc giã của sở mộ đối chiến cương thiết hùng ưng chi vương, băng thương chi vương, con mắt chiêu lãnh xuyên tràn ngập tơ máu nhìn qua Lê Hồng. Ánh mắt Lê Hồng không sợ, ánh mắt nhìn ra vài phần cao ngạo và đạm mạc. Hắn chọn Chiêu Lãnh Xuyên làm đối thủ cũng không phải bởi vì Chiêu Lãnh Xuyên đáng ra tay với hắn, mà là hắn không thích người bị mình xếp vào danh sách tử vong lại lắc lư trước mặt của mình. Lần này không có người nào cứu người cả. Lê Hồng niệm chú ngữ triệu hồi Cửu Dực Long Xà, Cửu Dực Long Xà chính là hồn sủng tiêu chí của Lê Hồng, sau khi triệu hồi hồn sủng hung tàn này, nó uốn lượn trên bầu trời vài lần cây cầu băng dài hai dặm bị nó che phủ hai phần ba nhân loại so với cái lân phiến của nó cũng không bằng được chín cái cánh thịt đồng thời mở ra gió tanh lập tức thổi lên người của chiêu lãnh xuyên cùng vạn chiêu thú của hắn uy nghiêm khí phách chiêu lãnh xuyên đứng trên đầu của vạn chiêu thú nhìn qua người mà hắn hận nhất nhưng khi đối mặt với cửu dực long xà từng làm cho mình bị trọng thương biểu hiện của vạn chiêu thú càng thêm bình tĩnh và đạm mạc trong miệng niệm chú ngữ trên người của chiêu lãnh xuyên dần dần bị quang huy thần thánh bao phủ trong hào quang chói mắt này có phủ văn như ẩn như hiện chậm rãi khắc trên người của vạn chiêu thú lực lượng màu vàng chiếu rọi thân hình của vạn chiêu thú dần dần được bao phủ khải giáp bằng hào quang màu vàng khải giáp này góc canh rõ ràng bao trùm thân thể hùng tráng của nó hóa thành một con kim giáp thú vương trụ tôn chi lực trải qua chuyện lần trước chiêu lãnh xuyên đã chính thức kích phát lực lượng trụ tôn truyền thừa mà mình đạt được mặc dù vạn chiêu thú vẫn tiếp cận cấp chúa tể nhưng được trụ tôn chi lực ra chỉ cũng đủ để tăng lên một lượng cấp bậc Thấy một màn này Lê Hồng nhíu mày, chiêu lãnh xuyên này không ngờ nhân họa đắc phúc, có được chủ tôn chi lực chính thức, xem ra muốn giết chết hắn cần phí một ít khí lực. Ta sẽ lấy mạng chó của phản đồ như ngươi, tuy âm thanh của chiêu lãnh xuyên uy nghiêm lạnh như băng, hắn giờ khắc này đã trở thành tôn giả chính thư C, vạn chiêu chủ tôn. Sau khi ra lệnh thì vạn chiêu thú cất bước đi lên, trùng trùng điệp điệp nện lên cầu băng đánh vào cửu rực long xà. Trong hào quang sáng ngời và năng lực va chạm, cầu băng đã bị đánh nát cầu băng lúc này dạn nứt nhiều nơi, thậm chí băng của nó cũng rơi xuống hồn sủng nguyên tố của hồn minh đang phòng thủ trên cứ điểm. Tôn lực gia chỉ nên vạn chiêu thú đã trở thành chúa tể chính thức, trên lực lượng thuần túy thì vạn chiêu thú căn bản không phải sợ hãi cửu dực long xà làm gì. Tê tê xé, lân phiến hóa thành lưỡi đao đầy người, trong nháy mắt cửu dực long xà hung hăng quất cái đuôi rồng ra, lập tức mang theo vô số lưỡi đao đáng sợ đánh vào người vạn chiêu thú. Khanh, lân phiến trên người cứng rắn như sắp thép cho nên không lưu lại chút vết mau nào trên người của vạn chiêu thú. Lần chiến đấu đầu tiên trên vách núi, công kích của cửu dực long xà dễ dàng xé nát phòng ngự của vạn chiêu thú, xé vạn chiêu thú thành ra chóc thịt bong. Nhưng lúc này quang khải bao phủ toàn thân, cửu dực long xà không cách nào dễ dàng xé rách như vậy nữa. Chiêu lãnh xuyên hừ lạnh một tiếng, nhìn vạn chiêu thú phát ra mệnh lệnh. Kim giác của vạn chiêu thú tụ tập năng lượng hủy diệt, thời điểm cửu dực long xà rút cái đuôi về thì đánh thật mạnh vào phần đuôi của cửu dực long xà. Cửu dực long xà không kịp tránh ra nên lực lượng hủy diệt đánh vào đuôi, lân giáp của nó vỡ vụn thành nhiều mảnh, bất đắc dĩ nên cử dực long xà vội vàng huy động cánh bay lên trời, phòng ngừa vạn chiêu thú lại thi triển kỹ năng liên tiếp. Mặc dù một kích này không tạo thành trọng thương với cửu dực long xà, nhưng mà cho thấy tôn lực tăng thực lực của vạn chiêu thú lên không kém gì cửu dực long xà của Lê Hồng. Giờ phút này trong nội tâm Lê Hồng tăng lên một tia lệ khí đối thủ vốn có thể giết chết dễ dàng, nhưng bây giờ lại để cho hắn xoay người, xem ra cho dù thế nào cũng phải tiêu diệt đối thủ này, nếu không hậu hoạn vô cùng. Mà hùng mặt mạch lăng đứng ở cuối cầu băng nhìn thấy thực lực của chiêu lãnh xuyên tăng vọt, trong nội tâm hoảng hốt, âm thầm may mắn vừa rồi không có lựa chọn ra tay với chiêu lãnh xuyên thực lực yếu kém, nếu không chính mình sẽ chết rất thảm. Thực lực của mạch lăng vẫn bảo trì ở mức tiếp cận cấp chúa tể, theo như lời của mục thanh y thì hắn đã sớm bị lợi ích thế tục quấn thân nên không biết tiến thủ, lại thích đùa bỡn âm mưu thủ đoạn, ngồi hưởng địa vị, mặc dù ở cấp đế hoàng phong quang cỡ nào, cuối cùng không cách nào tiến lên cấp chúa tể chính thức. Trong nội tâm Mạch Lăng oán khí rất sâu, trận chiến này với Tam đại cung biện tuy tiếp cận thắng lợi, nhưng hắn không có đạt được chỗ tốt nào, thậm chí biến thành một kẻ hữu danh vô thật, mà tất cả những chuyện này là do người thanh niên trước mặt ban tặng. Hai lần thua liên tục làm cho danh dự của Mạch Lăng mất sạch, không hề được hùng thủ, đế cơ, minh chủ coi trọng, có lẽ lần này cho dù bắt được Sở Phương Trần Mạch Lăng cũng không thể cải biến được sự thật này, nhưng cơn tức này hắn không cách nào nuốt trôi được. Càng nghĩ càng giận, Mạch Lăng niệm chu ngữ kêu gọi Thái Nga cự nhân. Thái Nga cự nhân hình thể khổng lồ, đứng trên hình đài nguy nga suýt nữa làm cho hình đài xuất hiện nghiêng lệch. Mà cự nhân này đứng trên chỗ cao cũng biến thành một ngọn núi khổng lồ, chỉ cần hơi nhấc chân là làm cho cả thành thị bị hủy diệt. Sở phương Trần, thời gian đã trôi qua 5 phút, ta ngược lại muốn nhìn ngươi làm cách nào cứu sống những người kia, yên tâm, chúng ta sẽ tuân thủ ước định, đúng 10 phút sẽ hành hình một lần, cho người có thể tận mắt nhìn thấy 100 cái đầu rơi xuống, máu tươi văng tung tóe khắp nơi. Mạch Lăng đứng trên vai của Thái Nga cự nhân, bao quát nhìn qua sở mộ giống như con kiến nhỏ, cất tiếng cười to. Mạch Lăng đã không thể chờ đợi được nhìn qua bộ dáng thống khổ của sở mộ, tốt nhất là đưa hắn lên hình đài này, khi đó Mạch Lăng nhất định sẽ tự mình dùng bố chạm, để cho sở mộ một mình hưởng thụ tư vị bị chém đầu là thế nào, sau đó nhìn đầu của hắn rơi xuống đất. Nghĩ vậy hùng mặt Mạch Lăng hào khí vạn trượt, mệnh lệnh cho Thái Nga cự nhân đánh về phía sở mộ. Triệu hoán bạch hiểm ma của ngươi đi, lúc này Thái Nga cự nhân của ta sẽ dẫm nát nó. Hùng Mạt mạch lăng nhìn qua sở mộ hét lớn một tiếng. Sở dĩ hùng Mạt mạch lăng có tư thế cao ngạo như vậy chính là vì Thái Nga cự nhân của hắn đã mặc thêm một kiện linh hồn khải giáp. chương 1193, miểu sát Thái Nga cự nhân P2. Linh hồn khải giáp này là bảo bối hắn tân tân khổ khổ tìm kiếm được, mặc nó vào thì Thái Nga cự nhân có thể thoát khỏi bị linh hồn công kích, như vậy ma diễm thiêu đốt linh hồn của bạch hiểm ma không thể nào làm gì được linh hồn của thái nga cự nhân mất đi ma diễm uy hiếp linh hồn bạch hiểm ma này có gì đáng sợ bước lên không gian thái nga cự nhân đi từng bước tới trước mặt của sở mộ đôi mắt to lớn nhìn qua sở mộ giống như con kiến bóng mờ cực lơn đi tơi sở mộ đứng nguyên tại chỗ nhưng căn bản không có ngẩng đầu nhìn lên hắn xem ra hỏa khổng lồ trước mặt giống như không khí hoàn toàn không tồn tại Mạch lăng thây sở mộ thậm chí ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn, con mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, đường đường một trong tứ hùng, liên tục hai lần thua trong tay của một người không nói, bây giờ lại rơi xuống mức đối thủ không thèm nhìn qua một cái nào. Người đi chết đi, mạch lăng tức muốn điên lên, giống như dã thú gào thét một tiếng. Trung quanh nắm đấm của Thái Nga cự nhân hình thành một vòng nham thạch, khi Thái Nga cự nhân gào thét một tiếng thì đánh xuống như lưu tinh, ma sát với không khí đánh vào sở mộ. Kỹ năng nham hệ bàng bạc, cho tới lúc này sở mộ mới ngẩng đầu nhìn lên, con người thâm thúy nhìn qua nham thạch đang lao về phía mình. Ánh mắt vậy của hắn không nháy một cái, kỹ năng cường đại này trong mắt của hắn giống như không có tồn tại. Tiểu chập long, nó trướng mắt thật lâu rồi. Sở mộ đưa mắt nhìn qua tiểu chập long đang nằm sấp trên bờ vai, mở miệng nói ra. Thái Nga cự nhân không phải lần đầu tiên lắc lư trước mặt của hắn thật lâu, đối với sinh vật khổng lồ và yếu ớt này sở mộ đã mất đi kiên nhẫn rồi. Ô ô ô, tiểu chập long ngẩng cái đầu nhỏ nhắn lên nhìn qua vô số thiên thạch đang rơi xuống ánh mắt nhiều hơn vài phần không thú vị bỗng nhiên tiểu chập long hé miệng hít sâu một hơi ngao long tức từ trong thân hình ục ịch của nó bắn ra ngoài long tức bắn lên không trung hình thành một cổ năng lượng tàn sát bừa bãi bắn vào trong mây xanh cùng lúc đó toàn bộ thiên thạch đang rơi xuống nát bấy hoàn toàn thiên thạch hơi dừng lại trong không khí một lát rồi tiêu tán không còn gì kỹ năng phi vẫn bị đánh nát không còn lại gì chỉ thổi ra một hơi thì Thái Nga cự nhân tụ lực đánh ra một kích tiêu tán trong không trung, ngay cả góc áo của sở mộ cũng không có đụng được. Trên hình đài, ánh mắt tất cả mọi người mở to kinh hãi nhìn qua một màn này. Hơi thở cũng có thể xem là kỹ năng không? Tiểu chập long nhỏ nhắn đang ngáp dài nằm trên vai của sở mộ hiện giờ lại có thể phun ra một hơi đánh tan kỹ năng của Thái Nga cự nhân. Thái Nga cự nhân ngây người, mạch lăng cũng ngây người, hai chủ tớ này không nghĩ tới sinh vật nhỏ nhắn kia lại đáng sợ như vậy. Tiêu diệt nó, Âm thanh của sở mộ như sắt, nhìn tiểu chập long trên vai nói ra. Con mắt đáng yêu của tiểu chập long nghe được lệnh của sở mộ thì trở nên lăng lệ ác liệt, nó vỗ cánh bay tới trước mặt sở mộ. Hào quang màu xanh không ngừng bao phủ thân thể của tiểu chập long, thân thể của tiểu chập long mở rộng, trong hào quang trói mắt có thể nhìn thấy đôi cánh vô cùng to lớn hiện ra ngoài. Hào quang càng ngày càng lớn, thân hình của tiểu chập long cũng từ từ hóa thành uy vũ cường đại. Lân giáp bao phủ hào quang màu xanh, uy vũ thần tuấn, long tộc phóng thích khí thức cuồng bạo không ai sánh kịp, hình thành một không gian phong bạo màu xanh, dùng tiểu chập long làm trung tâm khuếch tán ra ngoài. Thái Nga cự nhân vô cùng cao lớn, nếu so hình thể khổng lồ thì lớn hơn tiểu chập long gấp 5 lần, nhưng đối mặt với thiên thương thanh chập long bạo ngược tơi cực điểm, thực sự không thể không lui vài bước. Ngao hống hống hống, âm thanh gào thét sung trời, răng nanh bén nhọn mọc tua tủa Thái Nga cự nhân đã bị chấn nhiếp, ngay cả đứng cũng không vững. Sau khi tiểu chập long gào thét thì toàn thân của nó xuất hiện u lam nhàn nhạt, nhạt, chỉ có tiểu chập long cùng sở mộ mới có thể trông thấy u hồn đang lượn lờ chung quanh thân thể của tiểu chập long. Vạn hồn kêu khóc, hung sát khí đem khí thức long tộc của tiểu chập long tăng lên mức khủng bố. Vạn u tập, vạn hồn được u linh long ra lệnh triệu hoán thì đình chỉ tàn sát bừa bãi quay quanh, nhao nhao ngưng tụ trên móng vuốt của tiểu chập long. Hàng vạn u hồn đang tụ tập chung quanh móng vuốt của tiểu chập long, biến thành chảo hồn diệt thế. Đôi cánh vỗ mạnh thân thể tiểu chập long lao về phía trước như tia chớp xoẹt qua một đạo hào quang u lam và màu xanh nhưng thời điểm quỹ tích này tiếp cận thái nga cự nhân thì biến mất quỷ dị giống như chui vào trong không gian khác thái nga cự nhân vừa mới ngưng tụ phòng ngự thì nhìn thấy tiểu chập long biến mất thời điểm đang tìm kiếm thì nghe được vạn hồn gào khóc chấn đắc tinh thần của nó hỗn loạn ngao giống giống âm thanh long ngâm lại hiện ra băng trụ sau lưng thái nga cự nhân bỗng nhiên hiện ra hình thể to lớn của u linh long U Linh Long từ không gian khác bay ra ngoài, ngưng tụ lực lượng trùng hệ, thú hệ, U Linh hệ dùng chảo hồn hủy diệt đánh lên lưng của Thái Nga cự nhân. Long quang chi lực đánh lên phần lưng của Thái Nga cự nhân thì nổ tung. Thân hình nham thạch to lớn của Thái Nga cự nhân lập tức xuất hiện vô số vết rách, trong khoảnh khắc khuếch tán ra thân hình như núi của nó. Thời điểm vết rách dày đặc thì lông lực lại bùng nổ, phần lưng của Thái Nga cự nhân nổ tung, lực lượng hủy diệt lại lan ra khắp toàn thân. Bang, di di, mảnh vỡ bắn ra ngoài, Thái Nga cự dưới lực lượng hủy diệt này lập tức biến thành bụi phấn. Mà càng đáng sợ là khi Thái Nga cự nhân nát bấy thì vạn hồn bay lên, hóa thành lệ quỷ hung bạo đói khát điên cuồng đuổi theo thân hình tứ tán của Thái Nga cự nhân, sau đó tiến hành thôn vệ không còn. Vạn hồn thôn phệ, hình thể của Thái Nga cự nhân khổng lồ nhưng không đủ cấp cho vạn hồn cùng thôn phệ. những mảnh vỡ nát bấy này biến mất trong không khí không tới vài giây. Bột phấn phiêu tán, trong thời gian vài giây đồng hồ này người trên hình đài thấy toàn bộ quá trình. Vết rách, nát bấy, sụp đổ tán, thôn phệ. Thái Nga cự nhân tiếp cận cấp chúa tể hóa thành nát bấy chỉ dưới một kỹ năng của tiểu chập long kia. Miểu sát, Thái Nga cự nhân bị miểu sát, a h -o, o o âm thanh quỷ hồn đang kêu la nước nở trên không trung. Mấy ngàn binh sĩ của hồn minh đang đứng trên hình đài, ánh mắt của mấy ngàn người này nhìn thấy thân thể Thái Nga cự nhân biến thành bột phấn. Hình ảnh rung động này thậm chí bọn họ hoài nghi mắt của mình có nhìn lầm không, bởi vì bị miểu sát trinh là thái nga cự nhân của hùng mạt mạch lăng một con sinh vật tiếp cận cấp chúa tể chưa từng nghĩ tới sinh vật tiếp cận cấp chúa tể hung bạo không ai bị được lại bị miểu sát chương 1194, nghìn ba địch nhân mạnh nhất p 1 loại rung động này đã vượt qua nhận thức của tất cả mọi người bọn họ không nghĩ tới một sinh vật cấp bậc cao như vậy lại có thể bị miểu sát đầu long này cái đầu long này đầu long đức lão linh sư đã triệt để ngây người nội tâm rung động đến nỗi không cách nào nói được một câu nguyên vẹn Đức Lão Linh Sư nhớ rõ đầu long này ở phong ba thành thiên hạ, trong quá trình bảy dũng sĩ giác tỉnh thất đồ thánh sùng thì sở mộ dùng sức một mình xoay chuyển thế cục thành thiên hạ, mà đại công trong đó cũng là U Linh Long vô cùng khủng bố. Lúc ấy đầu long này chỉ có thực lực đế hoàng cấp thấp cùng đế hoàng trung đẳng. Đã nhiều năm qua đi, thời điểm Đức Lão Linh Sư nhìn thấy nó lần nã, thật không ngờ nó cường đại như vậy, cường đại đến ngư xê miểu sát thái Nga cự nhân của Mạch Lăng. Khó có thể tin, chuyện này quá khó tin. Đức lão linh sư căn bản không tìm được từ ngữ nào hình dung sự cường đại của đầu long này, chỉ có thể kích động nói không ra lời. Cái này, đây chẳng lẽ là một hồn sủng khác bị thất lạc của sở phương trần đây sao? Đăng lãng và đức lão linh sư mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Gợn sóng trong nội tâm không ngừng tăng cao, đăng lãng cảm giác mình ngay cả suy nghĩ cũng khó khăn. Quen biết sở phương trần lâu như vậy, đăng lãng đoán không ra sở phương trần vẫn luôn là một khống, khi đó hắn nói là linh hồn của mình bị thương về sau đằng lãng dần dần biết rõ thằng này là thất lạc hồn sủng thôi cho nên mới dùng một khống lâu như vậy ban đầu ở vạn vật bình nguyên chủ sủng của sở mộ là chiến thú mặc dã trở về chiến đấu với hai cấp chúa tể cũng đã rung động toàn trường cho nên lưu lại trong nội tâm đằng lãng cùng tất cả mọi người một ấn tượng khóa phai nhòa mà bây giờ sở phương trần lại có thêm một con hồn sủng quay về mà con hồn sủng này lại dùng một chiêu miểu sát thái nga cự nhân đã từng cần tam đại nguyên lão ngũ đại trưởng lão liên thủ mới có thể miễn cưỡng hạn chế được thái nga cự nhân nhưng không ngờ hiện tại bị miểu sát đằng lãng đã không cách nào đi đoán được u linh long này cường đại thế nào ít nhất nó tuyệt đối là sinh vật mạnh nhất mà hắn từng nhìn thấy con mắt đằng lãng nhìn chằm chằm vào nam tử đang lơ lủng trên không trung hắn đã mang cho đằng lãng rất nhiều rung động mỗi một lần rung động đều bị đằng lãng không dám tin là mình từng quen biết sở phương trần thằng này thằng này rốt cuộc là người nào đằng lãng thất thần tự nói ra ở bên cạnh Đức Lão Linh sư liếc mắt nhìn đằng láng, hắn biết rõ thân phận của Sở Mộ đã không cần thiết phải giấu giếm nữa, dùng ánh mắt vui mừng và phức tạp nhìn qua Sở Mộ trên không trung. Lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn thì, hắn cũng chỉ là người trẻ tuổi như bao người khác, vì để chính mình trở nên mạnh mẽ mà phấn đấu nhiều hơn, khác nhau duy nhất là hắn luôn khổ tu. Mấy năm trước tai nạn Thành Thiên Hạ, làm cho tất cả mọi người ở Thành Thiên Hạ Lâm vào khủng hoảng, lúc ấy chúng ta đã tuyệt vọng cũng chính vì hắn kiên cường và kiên trì mới mang lại một tia sinh cơ cho chúng ta, từ từ thấy được hy vọng. Đằng lãng có chút thất thần nhìn qua đức lão linh sư. Không có ai biết sở phương trần rốt cuộc tới từ nơi nào, hắn là ngang trời xuất thế chân chính như ý nghĩa. Hiện tại nghe được đức lão linh sư tự thuật, nghe được hắn miêu tả phong ba thành thiên hạ, đằng lãng vừa mới bình tĩnh một chút đã chấn động. Hắn là vương, một năm trước hắn mới hơn 20 tuổi, là vương làm cho tất cả người ở thiên hạ cảnh vô cùng kính trọng và khâm phục hắn hóa thân thành ma và thức tỉnh, cũng chính là sở phương trần hiện tại. Thiên hạ cảnh vương, tiền nhiệm thiên hạ cảnh vương là một người cơ hồ bị tất cả mọi người phỉ nhổ vì phản bội, hận không thể ăn thịt uống máu hắn. Mà sau khi thiên hạ cảnh vương qua đời thì hắn thay thế, người của vạn tượng cảnh cơ hồ chưa từng gặp qua hắn, tuy nhiên cũng nghe qua một ít việc và dấu tích của hắn. Nhưng mà đằng lãng suy nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới sở huynh đệ của hắn chính là thiên hạ cảnh vương. Hắn, hắn là sở mộ, chính là hóa ma nhân đằng lãng lại kinh ngạc ngây người lần nữa. Hóa ma nhân, sở phương trần cũng không phải ngang trời xuất thế, mà là sở mộ cứu vớt linh hồn của thành thiên hạ, hắn đã quay về. Bên trong khói bụi, mạch lăng từ trên vai của thái nga cự nhân ngã xuống đất, mất đi thái nga cự nhân thì mạch lăng trong mắt cấp chúa tể càng nhỏ bé không chịu nổi. Thời điểm ngã xuống sông băng thì mạch lăng thất hồn lạc phách nhìn qua thi thể thái nga cự nhân đang bay đầy trời, tuyệt vọng và tử vong bao phủ trong mắt của hắn. Một đời hùng giả bị một kích phá hủy, chuyện này không đơn thuần là hủy diệt hồn sủng của hắn, còn hủy diệt kiêu ngạo và tự tôn của hắn. Chém, chém cho ta, bỗng nhiên Mạch Lăng đang tuyệt vọng nhìn qua hình đài hét lên. Hắn muốn giết người, Thái Nga cự nhân bị miểu sát, hiện tại Mạch Lăng có cảm giác phản hồi chính là nhìn thấy 100 đầu người rơi xuống đất. Hắn bị giết hồn sủng mà hắn kiêu ngạo nhất, chính mình muốn làm chính là nhìn thấy 100 đầu người rơi xuống đất. Binh sĩ trên pháp trường đang ngây ra như phóng, thẳng đến khi mạch lang hô lên ba lượt thì độc hoang nhiếp vân tân lúc này mới kịp phản ứng. Chém cho ta, nhiếp vân tân hét lớn một tiếng, ra lệnh cho các binh sĩ. Mười tên lính run rẩy cởi bỏ khóa chắt to lớn, tổng cộng mười cái khóa sắt, cởi bỏ tới sợi thứ chín thì sợi thứ mười đứt đoạn và búa rơi xuống. Ba, khóa sắt vốn ngăn nó lại, bây giờ bị đứt thì lưỡi búa giống như lợi khí của tử thần chém xuống. Xa xa, chiều lãnh xuyên nhìn qua búa bắt đầu rơi xuống, toàn thân của hắn đều cứng đờ, mẫu thân và muội muội của hắn đang ở ngay phía dưới chẳng lẽ mình trơ mắt nhìn đầu của bọn họ rơi ra ngoài sao thời điểm không lưu ý thì cửu rực long xà của lê hồng mở cánh chín cánh bằng thịt tạo ra cuồng phong đem chiêu lãnh xuyên cùng vạn chiêu thú quét bay ra ngoài vào lúc bị công kích thì tim của chiêu lãnh xuyên càng băng giá leng keng âm thanh chói tai của xiềng xích rơi xuống lưới búa bước thẳng lão ẩn sĩ cắn răng vẻ mặt quật cường nhắm mắt lại có thể nhìn thấy thái nga cự nhân của hùng mạt mạch lăng bị miểu sát vậy có chết cũng không uổng, nhưng nếu có thể nhìn thấy sở phương trần tiêu diệt hồn minh, vậy thì dù có vạn kiếp bất phục hắn cũng nguyện ý. Uyển chữ công chúa biết rõ lưới búa đang rơi xuống, nhưng mà nàng lúc này không nhắm mắt lại, nàng dùng ánh mắt mệt mỏi nhìn qua sở mộ. Nhìn qua thì thấy toàn thân nam tử này bốc cháy, ma diễm tà dị màu bạc hiện ra toàn thân, ngọn lửa làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Vù vù vù, ma diễm biến mất và thân ảnh kia cũng biến mất. Thời điểm uyển Chữ Công Chúa giật mình thì một cổ lãnh ý xuyên qua linh hồn, bỗng nhiên ma mà, diễm màu bạc kia đang ở gần nàng. chương 1195, ba địch nhân mạnh nhất P2. Ánh mắt nhìn qua thân ảnh trong ngọn lửa, thân ảnh thần bí mang theo vài phần cảm giác quen thuộc. Loảng xoảng một trăm người đang kinh hồn khi nghe âm thanh búa hạ xuống, âm thanh rung động vang lên. Lão ẩn sĩ và một trăm người khác cơ hồ đều nhắm mắt lại, chờ đợi một tia thống khổ trên cổ. Nhưng mà âm thanh sắt thép va chạm nhau vang lên, sau vài giây qua đi thì bọn họ không có cảm giác được thống khổ này bọn họ chậm rãi mở to mắt, nghiêng đầu lên thì nhìn thấy lưới búa kia đang cách đầu của mình hai thước. Hình búa không chút sức mẻ, bọn họ đang tìm kiếm chung quanh, bỗng nhiên hoảng sợ trông thấy một nam tử quần áo dính máu đã chặn hình búa lại. Không ngờ đang giơ một cánh tay nắm chặt lấy lưỡi búa. Uyển chữ công chúa ở gần sở mộ, lúc này nàng càng cảm thấy khó tin nhìn qua thân ảnh cao mất này, nội tâm rung động không cách nào nói rõ. Cái này, đây là người sao? Nhiếp phân Tân và tất cả binh sĩ của Hồn Minh đều há hốc mồm. Hình búa lớn như thế, mặc dù là cường đại như cấp đế hoàng cũng bị chém giết vô tình, mà bọn họ nhìn thấy một người dùng một tay bắt bắt lấy lưỡi búa sắc bén nhất, bởi vì một cánh tay này có thể cứu vãn 100 cái đầu người. Xoẹt 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 xoẹt, trong nội tâm Sở Mộ dâng lên một tia lệ khí, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào hùng mạt mạch lăng. Tay của hắn chậm rãi nắm chặt, trên lưỡi búa sắc bén hình thành vết dạn. bang, zi zi, Bỗng nhiên lưới búa bị lực lượng khổng lồ cầm lên, hình búa này bị sở mộ nâng lên cao, sau đó ném nó bay đi. Hình búa kinh người kia bay qua đầu của những tù binh, nó vượt qua hình đài và nhanh chóng bay về hướng hùng mặt mạch lăng. Bá, một tiếng giòn vang, hùng mặt mạch lăng muốn trốn tránh cũng không thể được, chừng to mắt nhìn qua lưỡi búa to lớn này chém qua người của mình, lưỡi búa này vượt qua người của hắn chém vào sông băng phía sau. Một tia máu tươi bám vào lưỡi búa so sánh với hình thể to lớn của lưỡi búa thì vết máu này chẳng khác gì một vết hố nhỏ mà thôi. Sau khi chém qua thân thể của mạch lăng, hình búa cũng không có dừng lại, chém qua sông băng và bay về phía cứ điểm sắt thép. Bang, ji hình búa chém thẳng vào cứ điểm sắt thép kia, tường của cứ điểm sụp đổ một mảng lớn. Những quân đoàn của tam đại cung điện đang chiến đấu với binh sĩ hồn minh nhìn thấy hình búa bay tới thì hoảng sợ liên tục, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua nó bay tới. Chết, hùng mặt mạch lăng bị bị giết chết, độc hoang nhiếp vân tân ngơ ngác nhìn nhìn qua người đang đứng trên kệ hành hình, một loại cảm giác sợ hãi sâu sắc lan ra khắp toàn thân của hắn. Một tay tiếp hình búa, tùy ý vung lên có thể so sánh với kỹ năng cấp chúa tể, đây thật sự là một hồn sủng sư hay sao? Độc hoang nhiếp vân tân nhìn qua nam tử điên cuồng kia mà không dám nhúc nhích, mà binh sĩ trông coi phạm nhân của hồn minh lúc này ngay cả đứng cũng không vững. Không biết là ai dẫn đầu trước tiên, sau đó cả kinh kêu một tiếng, tất cả binh sĩ hồn minh bắt đầu chạy thục mạng. Tiểu chập long, giải quyết bọn họ. Sở mộ không thèm nhìn qua những người khác, hờ hững vô tình nói ra. Tiểu chập long vỗ cánh, nó vừa mới thôn phệ toàn bộ linh hồn của Thái Nga cự nhân tán lạc khắp nơi, u linh trong người của nó đã no nê rồi. Hiện tại trên pháp trường có nhiều linh hồn có thể lấy như vậy, cho dù những linh hồn này cấp bậc rất thấp nhưng thả ít còn hơn không có. Bắt đầu từ niếp vân tân hồn niệm cao nhất, hắn vừa mới triệu hồi hồn sủng muốn chạy trốn hơi thì u linh tiểu chập long liền quỷ dị xuất hiện sau lưng của hắn, nó mở ra miệng to lớn cắn vào hồn sủng và niếp vân tân. Niếp vân tân và thân thể của hồn sủng không bị hao tổn nào cả, nhưng mà trong miệng tiểu chập long đã lôi linh hồn của hắn và hồn sủng ra ngoài, sau đó nhấm nuốt mấy lần, nghe được tiếng kêu thảm thiết vang lên thì vẻ mặt hưởng thụ nuốt vào. Niếp vân tân cùng hồn sủng của hắn thân hình trở nên cứng ngắc, chậm rãi ngã xuống mặt đất, đến chết niếp vân tân cũng không nghĩ tới chính mình sẽ rơi vào kết cục này. Thân thể còn hoàn hảo, dưới tình huống khó hiểu ngã xuống hình đài, trong khoảng thời gian ngắn tất cả binh sĩ và hồn sủng của họ toàn thân cứng ngắt ngã trên hình đài. Xa xa, chiều lãnh xuyên nhìn qua sở mộ, ánh mắt tràn ngập cảm kích. Hắn quệt quệt máu trong miệng, ánh mắt dần dần trở nên chuyên chú, sở mộ đã hoàn thành hứa hẹn của mình, như vậy cho dù thế nào thì hắn cũng phải đánh bại Lê Hồng. u u u u long, bỗng nhiên âm thanh nổ mạnh từ vị trí hình đài truyền tới. Sông băng đứng vững, lửa cháy mạnh hừng hực, ánh mắt sở mộ nhìn bao quát chung quanh, loáng thoáng trông thấy những thân ảnh sáng ngời vượt qua cứ điểm đang bay về hướng của mình nếu nàng đã xuất hiện như vậy cứ điểm sắt thép này không duy trì được bao lâu sau một lát phượng hoàng toàn thân bao phủ trong lửa bay tới thần thánh uy nghiêm hạ xuống hình đài tại đây trên phượng hoàng này chính là nữ chiến thần mục thanh y mà bên cạnh mục thanh y chính là diệp khuynh tư diệp khuynh tư quét mắt nhìn qua những tù binh tam đại cung điện bị trói mở miệng nhìn sở mộ nói ra ta đến giúp bọn họ giải phong ấn hồn niệm sở mộ gật gật đầu những chuyện này nên giao cho nàng xử lý. Sở mộ đưa mắt nhìn qua cứ điểm sắt thép, mở miệng hỏi. Bọn họ có thể chứ? Diệp Khuynh Tư gật đầu nói. Suy yếu vân phấn đã thông qua mưa gió thẩm thấu vào người, trong 10 người thì 6 người thực lực giảm bớt rất nhiều, chúng ta tới thì quân đoàn phía sau không ngừng tuôn lên, phá vỡ cứ điểm này không thành vấn đề. Trên thực tế Diệp Khuynh Tư cùng Mục Thanh Y tới đây còn sớm hơn sở mộ nhiều lắm. Các nàng lúc trước đã tiến hành dịch dung, dùng danh nghĩa thành viên cao cấp quy hàng, Diệp Khuynh Tư chính là linh sư, muốn phong ấn hồn niệm của nàng thì chỉ sợ không có mấy người làm được, cho nên tiến vào trong nội thành thì nàng cùng Mục Thanh Y cũng không bị ước thúc gì cả. Đương nhiên cùng các nàng cũng ở cùng với những người quy hàng khác, bảo bọn họ tới tìm hiểu cùng nội ứng ngoại hợp, không thể tốt hơn. Mà nàng lại cho người tản suy yếu chi phấn, ngủ say chi phấn, thậm chí ôn dịch tử khí, linh sư lẻn vào trong quân đoàn sẽ mang lại hiệu quả gì thì không cần nói cũng biết. Sở mộ vốn chỉ muốn thông qua linh thuật của Diệp Khuynh Tư phá hủy quân đoàn trong nội thành, nhưng thật không ngờ Tam Đại Cung Điện đã ngưng tụ một cổ lực lượng khổng lồ công thành, chuyện này làm cho sở mộ có thể buông tay đánh cược một lần. Sở mộ, vừa rồi có tin tức nói năng lượng thánh điện dưới mặt đất đã thiếu thốn, Minh chủ đang cưỡng ép phá vỡ kết giới, ngươi nên đuổi qua đó đi. Mục Thanh Y nói xong đưa mắt nhìn qua ngô quảng cùng luyện duyên đang lui ra phía sau, tiếp tục nói. Hai kẻ này giao cho chúng ta đối phó, chương 1196, thầm nghĩ giết một người, B1. Sở mộ gật gật đầu, thực lực của Mục Thanh Y đối phó luyện duyên cùng Ngô Quảng Liên thủ có chút cố sức, nhưng nếu có Diệp Khuynh Tư phụ trợ nàng hẳn là không thành vấn đề, không cần sở mộ lo lắng nhiều cái gì. Tốt, các ngươi cẩn thận, sở mộ nói xong ánh mắt nhìn qua vị trí tam đại cung biệt. Sở mộ cũng không trần chờ Lê Hồng, Luyện Duyên, Ngô Quảng, Mạch Lăng bốn người này chỉ là nanh vuốt mà thôi, địch nhân chính thức còn ở phía trước. Hùng thủ Mạch Lăng, minh chủ lăng xiển, nữ nhân phản bội đế cơ. Sở mộ biết rõ bọn họ chính là ba kẻ địch mạnh nhất. Thánh điện dưới mặt đất, kết giới thánh điện dưới mặt đất dùng tinh thể khảm nạn trên tường cung cấp năng lượng duy trì kết giới. Còn bảo trì sáng bóng thì tỏ vẻ chúng còn năng lượng dự trữ, mà ảm đạm thì có ý nghĩa năng lượng tinh thạch đã dùng hết. Trước khi tiến vào thánh điện dưới mặt đất thì những tinh thạch này đều bảo trì sáng bóng, nhưng mà tới bây giờ thì ảm đạm không ánh sáng, làm cho người ẩn thân trong thánh điện dưới mặt đất lo lắng không thôi, Bang, di di, bỗng nhiên thánh điện dưới mặt đất lay động liên tục, một tia năng lượng trùng kích từ bên ngoài thẩm thấu vào trong, làm cho tinh thạch càng thêm ảm đạm đi một phần. Khương ma đế cao mày, ánh mắt nhìn qua mấy nguyên lão khác. Các nguyên lão hiện tại cũng vẻ mặt chán nản, thời gian đã trôi qua hai tháng. Hai tháng này cả thành vạn tượng chỉ sợ đã luân lạc vào tai của hồn minh, chuyện xảy ra bên ngoài bọn họ không biết được. Nhưng mà bọn họ không thể làm gì được cả, thậm chí bọn họ mặc dù đang ở trong thánh điện dưới mặt đất cũng chẳng qua là dãy ruộng chờ chết. Thời gian đã không nhiều lắm, nữ tôn điện hạ, chúng ta sẽ tận lực ngăn cản minh chủ, thời điểm thánh điện dưới mặt đất mở ra thì ngài triệu hoán lục thần chi chủ rời đi. Khương Ma Đế mở miệng nhìn Liễu Băng Lam nói ra, chuyện này làm sao có thể, Liễu Băng Lam lập tức phản đối. Mặc dù nói tụ tập ở nơi này phần lớn nguyên lão cùng trưởng lão, thực lực liên hợp lại không thể khinh thường, nhưng Minh chủ Lăng Tiễn Gác ở bên ngoài thì dù bọn họ có liên thủ thế nào cũng không phải là đối thủ, muốn muốn dùng mạng của bọn họ tranh thủ thời gian thì Liễu Băng Lam tuyệt đối làm không được. Điện hạ, ngài không cần nhiều lời, ngài còn sống thì Tam Đại cung điện chúng ta mới có thể tồn tại tiếp, nếu ngài rơi vào trong tay của bọn chúng, chúng ta lấy cái gì chống lại hồn minh chống lại?" Trầm Thu nghiêm túc nói ra, thành vạn tượng mất đi, cao tầng mất đi, những chuyện này không sao cả. Ít nhất bọn họ vẫn còn thiên hạ cảnh hồn minh muốn hoàn toàn thu phục phản tượng cảnh thì ít nhất cần thời gian 5 năm, 5 năm sau thiên hạ cảnh nghỉ ngơi dưỡng sức, hồn minh muốn chiếm đoạt cũng tuyệt đối không dễ dàng. Nhưng điều kiện tiên quyết là tam đại cung điện nhất định phải còn tồn tại đứng đầu, nếu không thiên hạ cảnh cũng sẽ chia rẽ. Cho nên nguyên lão, trưởng lão, cung chủ, điện chủ cũng đã ra quyết định, sau khi kết giới bị phá thì cho dù thế nào bọn họ cũng phải cam đoan nữ tôn liễu băng lam có thể rời đi liễu băng lam có được hồn sủng dị hề cấp chúa tể lại có thể triệu hoán lục thần chi chủ hộ tống chỉ cần bọn họ có thể ngăn cản minh chủ thì vẫn có khả năng đào thoát ánh mắt liễu băng lam nhìn chằm chằm vào những nhân vật quan trọng của tam đại cung điện nàng không biết bọn họ rốt cuộc đưa ra quyết định từ lúc nào nhưng rất có thể bọn họ sẽ chết trong tay minh chủ lăng xiển nàng có cảm giác ít hầu của mình như có cái gì chặn lấy lời gì cũng nói không ra bị nhốt thời gian hai tháng này liễu băng lam cũng cảm giác bị dày vò áp lực thật lớn rơi vào vai của nàng lại hoàn toàn bất lực, cuối cùng thậm chí còn cần hy sinh thế hệ trước mới có thể rời đi được. Bang, di di, lại một âm thanh nổ tung vang lên, âm thanh này làm trái tim của bọn họ rung lên, tinh thạch sáng bóng lại ảm đạm lần nữa, mọi người thậm chí nghe thấy âm thanh vỡ vụn ầm ầm. Rốt cuộc kết giới cũng vỡ tan, dày vò gần hai tháng, bọn họ phi thường rõ ràng thân nhân mình có lẽ cũng đã bị hồn minh xử quyết, không lo lắng bọn họ thì cuối cùng chỉ còn lại ý chí, cho dù như thế nào cũng phải kéo dài tam đại cung biện tồn tại. Băng Lam, đi thôi. Liễu Nguyên lão vỗ nhẹ nhẹ vai của Liễu Băng Lam, thấp giọng nói ra. Nghĩa phụ, ta không muốn đi. Liễu Băng Lam nhìn qua lão nhân tóc bạc trắng này. Những lão nhân này chính là trưởng bối và cũng là thân nhân của nàng. Mất đi bọn họ thì Liễu Băng Lam thực không biết mình có được dũng khí chấn chỉnh tam đại cung biện đối khơ nát hồn minh hay không. Đi chống lại một thế lực khổng lồ. Những người chúng ta có thể lựa chọn hy sinh. Nhưng người không thể. Liễu Nguyên lão nói ra, tình thế đã đến loại tình trạng này, tử vong ngược lại là giải thoát, mà người sống sót phải gánh chịu sứ mạng cực lớn. Liễu Nguyên lão cũng biết thời điểm này không thể lựa chọn theo tình cảm được, nhưng mà thân nhân với nữ nhân mà nói là quá nặng. Nhưng mà nàng không có lựa chọn nào khác cả, thần ở hồn điện thì lựa chọn con đường này, ý nghĩa tính mạng của mọi người đang ở trong tay của nàng, lúc tuổi còn trẻ nàng có thể ích kỷ, hôm nay đã không thể, mặc dù là quyền lực lựa chọn chết trận cũng không thể. Bang, di một tiếng vang thật lớn cơ hồ chấn vỡ tâm thần liễu băng lam, thánh điện dưới mặt đất sung lên mạnh mẽ, bụi đất từ trên vết rách rơi xuống. Mất đi kết giới thì thánh điện dưới mặt đất không khác gì cung điện bình thường, những cung điện này khó có khả năng chịu đựng công kích của sinh vật cấp chúa tể. Là vẫn long, mọi người nên rời khỏi mặt đất, khương ma đế giống to một tiếng, dẫn đầu triệu hồi bạch hiểm ma cấp vô địch đế hoàng. Mọi người nhao nhao triệu hồi hồn sủng, đem nữ tôn liễu băng lam bảo hộ ở bên trong, hợp lực phá tan mặt đất đại địa hở ra một mô đất cực lớn, mô đất vỡ ra thì một đoàn đế hoàng đỉnh phong cùng đế hoàng cao đẳng lao ra mặt đất, bắt đầu chạy thục mạng khắp nơi. Muốn chạy trốn, các người toàn bộ đều phải chết, vẫn long hình thể màu nâu có thể so với vài tòa cung điện, minh chủ lăng xiển đứng trên hai sừng của vẫn long, một tia hàn ý hiện ra trong mắt. Ngao hống hống hống, vẫn long giơ chân lên dẫm mạnh xuống mặt đất, lập tức cả đại địa xuất hiện một nham sóng, nham sóng khuếch tán ra phạm vi 10 dặm thì hạ xuống. Dầm dầm, mặt đất cùng cung điện lập tức tan thành mây khói, những hồn sủng và hồn sủng sư bỏ chạy đều là đế hoàng trung đẳng, đế hoàng cao đẳng hoặc là đế hoàng đỉnh phong, nhưng dưới uy lực kỹ năng này liền nát bấy. Trong khoảnh khắc không biết bao nhiêu tánh mạng bị mẫn diệt, chúng nguyên lão, các trưởng lão cắn răng thừa thời gian này bảo hộ nữ tôn liễu băng lam đào tẩu. chương 1197, thầm nghĩ giết một người P2. Liễu băng lam cũng không có triệu hồi hồn sủng tinh hà, hiện tại nàng phải lẫn vào trong đám cao tầng, nhưng mà Liễu Băng Lam biết rõ cơ hồ hữu tất các hướng đều có người đào tẩu, nhất định đều bị người của hồn minh nhìn chằm chằm vào, hoặc là trực tiếp bị minh chủ lăng xiển nghiền nát, hoặc là các cường giả thẩm vị của hồn minh khống chế, chung quanh thánh điện dưới mặt đất đã sớm bố trí thiên la địa võng rồi, bọn họ tuyệt đối không thể nào có khả năng đào thoát ra ngoài. Thời điểm nhìn qua những gương mặt quen thuộc bị giết chết thì Liễu Băng Lam cảm giác tâm của mình tan vỡ, lửa giận trong lòng làm cho nàng hận không thể đi lên xé nát vẫn long tàn bạo kia, nhưng nàng chỉ có thể ở chung quanh các trưởng lão, các nguyên lão lựa chọn thoát đi. Liễu băng lam, lúc trước vì bảo vệ sở thiên mang và hài tử của các ngươi, tam đại hồn điện của các ngươi có một nhóm lớn chết trong tay của ta. Như vậy hiện tại qua nhiều năm như thế, ngươi vẫn muốn bọn họ chết sao? Ta sớm đã nói qua, ta muốn giết chỉ có mình ngươi, bọn họ vốn có thể an hưởng tuổi già, thế nhưng mà ngươi cố chấp cùng ích kỷ lại làm cho bọn họ vứt bỏ tính mạng. Minh chủ lăng xiển nhếch môi giữ tợn cười nói. Mỗi khi hắn nói một câu thì có một gã cao tầng của Tam đại cung điện bị công kích của Vẫn Long công kích giết chết, máu tươi bắn ra đầm đìa. Lời nói của Minh Chủ Lăng Xển giống như ma quỷ lượn lờ bên tai Liễu Băng Lam. Nàng biết rõ đây là quỷ kế của Lăng Xển, hắn muốn cho chính mình xuất hiện, nhưng mà nội tâm tức giận và không đành lòng làm cho nội tâm Liễu Băng Lam có chút ít dao động. Có lẽ hy sinh chỉ mình mình, những người khác ít nhất có thể vượt qua quãng đời còn lại. Băng Lam không nên nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ những người khác có lẽ có khả năng sống, nhưng những người chúng ta phải chết, người một khi thỏa hiệp thì chúng ta chính thức mặc cho người khác chém giết. Liễu Nguyên lão vội vàng quát bên tai của Liễu Băng Lam. Liễu Nguyên lão hiểu con gái của mình, sâu trong nội tâm của nàng không đành lòng, bề ngoài nàng lạnh như băng nhưng nội tâm rất tinh khiết, chuyện này cũng làm nội tâm của nàng mềm yếu trước sinh tử, cho nên Liễu Nguyên lão thực rất lo lắng Liễu Băng Lam sẽ bị những lời của Lăng Xiển làm dao động nội tâm. Nhưng sau đó Liễu Nguyên lão thoáng an tâm một ít, bởi vì hắn nhìn thấy ánh mắt Liễu Băng Lam sau khi xuất hiện một tia dao động thì bị thay thế bằng tức giận và lạnh như băng. Trách nhiệm áp bách nên nàng thành thục hơn rất nhiều, trong nội tâm Liễu Nguyên lão nhẹ nhàng thở dài, cũng không phải nàng mềm yếu, cũng không phải nàng không đủ cố gắng, mà là Tam Đại cung điện thật sự vận số đã hết, không thể chống lại hồn minh. Liễu Nguyên lão hộ tống một đoạn đường thì không còn đi theo nữa, nhìn qua bóng lưng tiểu tùy của Liễu Băng Lam thì giật mình nhớ lại nàng còn sơ sinh nằm trong tà lót, khi đó nàng được một cái áo khoác nữ nhân che lại nằm ở trong xương lạnh giá rét, thời điểm hắn xốc cái áo khoác lên thì tiểu nữ anh này tươi cười làm băng thiên tuyết địa tan rã, ngọt ngào động lòng người, mà tên của nàng cũng có từ đó. Hôm nay nàng đã làm mẹ, nàng đã bị những lão nhân hồn điện kèm cập trách nhiệm nên bóng lưng trở nên gầy gò hơn rất nhiều, ngay cả vui vẻ tươi cười cũng không co. Với tư cách một vị phụ thân, trong nội tâm Liễu Nguyên lão chỉ còn lại chua xót vô hạn, có rất nhiều lời muốn nói với nàng, muốn dặn dò, nhưng lại không nói nên lời tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên bên tai của mình, Liễu Băng Lam không có dũng khí quay đầu lại, chỉ có thất hồn lạc phách xông lên phía trước, thậm chí đã quên lúc này nên triệu hoán hồn sủng tinh hà cùng lục thần chi chủ giúp mình đào thoát. Mê mẩn ở minh mông vô hạn, đột nhiên nàng nhìn thấy một nam tư ở trước mặt của nàng. Tâm đã sớm khóc không thành tiếng nên ánh mắt của nàng đã lờ mờ, nàng có thể nhìn thấy đây là nam tử và gương mặt của hắn rất cương nghị. Lại một lần nàng phân không rõ ràng lắm đó là nam nhân dẫn theo nàng lang bạt kỳ hồ hay là đứa con từng bước leo lên đỉnh cao nữa. Sở mộ lẳng lặng đứng trước mặt liễu băng lam. Trong ấn tượng của sở mộ thì mẫu thân rất cao ngạo, lạnh như băng, nhưng sở mộ bây giờ nhìn thấy một nữ nhân đang cần được hỗ trợ tới cực điểm, phụ tải tinh thần khổng lồ làm cho ánh mắt của nàng trở nên không còn thần thái và mơ hồ. Sở mộ không nói câu nào đi qua bên cạnh mẫu thân tiểu tụy của mình, nhìn qua liễu băng lam không dám quay đầu lại nhìn chiến trường máu tươi đầm đìa kia, ánh mắt nhìn chăm chú vào minh chủ lăng xiển đang giết chóc. Hiện tại sở mộ cũng chỉ muốn giết một người, vẫn thạch rơi xuống như mưa, phá hủy tất cả cung điện, làm cho lãnh địa tam đại cung điện huy hoàng biến thành hoang tàn khắp nơi. Vẫn long cường đại căn bản không thể nào ngăn cản nổi, mỗi một lần kỹ năng rơi xuống đều là vẫn thạch mang tai nạn đáng sợ, thậm chí một ít binh sĩ hồn minh cũng bị lan vào. Chỉ có điều trong mắt minh chủ lăng xiển thì tính mạng của những người này không đáng cho hắn thu liếm lại, thành viên hồn minh chết trong tay của hắn đã vô số kể có thể nói cho dù là tam đại cung điện hay là hồn minh đều cảm nhận được vị minh chủ này tàn nhẫn cỡ nào hắn căn bản không phải thần của lĩnh vực nhân loại mà là một ma quỷ khát máu cùng điên cuồng cả thành thị đều có thể nghe được tiếng cười như điên của hắn tiếng cười này từ chỗ cao truyền tới mang theo mỉa mai khinh thường hành hạ cao ngạo dường như ở đâu nghe được tiếng cười của hắn thì nơi đó sẽ biến thành biển máu ai cũng không biết minh chủ lăng xiển vô số người sùng kính dĩ nhiên chính là thế hệ phát rồ nhưng mà loại phát rồ này làm cho người ta sợ hãi, sợ hãi xâm nhập vào trong thực chất. ah à nhớ không lầm thì đây chính là liễu đại nguyên lão. lăng xiển trên vẫn long nhìn qua liễu nguyên lão, liễu nguyên lão đứng nguyên tại chỗ, bên cạnh hắn chỉ có hai hồn sủng, hai hồn sủng này đều là đế hoàng đỉnh phong, chúng là hồn sủng sống sót trong phong ba trước giờ. trí nhớ lăng xiển rất tốt, nhất là những người đối nghịch với hắn, mà liễu nguyên lão này cũng được coi là nhân vật, chỉ tiếc người đối nghịch với hắn lại không có kết cục tốt. Vốn trước kia Lăng xỉn muốn trực tiếp giết chết tất cả hồn sủng của hắn rồi thuận tiện giải quyết hắn luôn, nhưng Hàn lão đầu xuất hiện làm cho hắn đại sát tứ phương phải thu liếm lại, Miến cưỡng buông tha một ít người, ở trong đó có Liễu Nguyên lão, ít nhất là giữ lại cho hắn hai hồn sủng. Lăng ba 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, hiện tại có lẽ không ai chống lại ngươi được, nhưng mà lại qua 10 năm thì ngươi nhất định cũng sẽ bị đánh bại thương tích đầy mình. Liễu Nguyên lão thản nhiên không sợ nói ra. Liễu Nguyên lão đã già rồi, sống lâu vài năm hay sống ít vài năm với hắn mà nói không có bất kỳ ý nghĩa. chương 1198, không đề, bước vào cảnh giới hồn hoàng xác thực có tuổi thọ dài hơn người thường, nhưng mà tất cả hồn hoàng đều phi thường rõ ràng, chín niệm hồn hoàng chính là một cái hạm không thể vượt qua, không có người vượt qua thì cuối cùng sẽ giải dạ yêu, cuối cùng phải đi lên con đường tử vong. Minh chủ lăng xiển cũng là chín niệm hồn hoàng, cuối cùng cũng có một ngày nhất định đi vào khô bại. Những lời này có thể thực buồn cười, ngươi cho rằng lăng xiển ta là loại cấp bậc như các ngươi sao ha 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 những lời của ngươi nói ta không hiểu tiễn ngươi lên đường thôi chắc hẳn những lão gia hỏa kia đang ở dưới kêu gọi ngươi đấy ánh mắt lăng xiển trở nên lợi hại vẫn lòng đưa móng vuốt của nó lên bao phủ trên đầu của liễu nguyên lão ánh mắt liễu nguyên lão trở nên nghiêm nghị mặc dù hắn biết rõ chính mình không cách nào ngăn cản bất cứ kỹ năng nào của lăng xiển nhưng cho dù chết hắn cũng muốn chết có cốt khí Dương mắt lên nhìn, Liễu Nguyên lão đã nhìn hồn sủng phát ra mệnh lệnh công kích. Nhưng mà thời điểm hồn sủng của hắn vừa bay lên thì bỗng nhiên một thân ảnh màu xanh xuất hiện. Thân ảnh này toàn thân ẩn chứa lực lượng bằng bạc, dưới cổ lực lượng này Liễu Nguyên lão cảm giác được lực lượng hồn sủng của mình nhỏ bé thế nào. Nhưng mà thân hình này lặng yên không một tiếng động, không có khiến cho bất luận không gian nào chấn động, cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, nó làm cho cả thế giới này lâm vào yên tĩnh, nhanh chóng ngăn cản một kích đánh tới. Long, lực lượng long rác đánh ra vẫn long căn bản không có ý thức được sinh vật này lại tạo thành thương tổn cho nó thậm chí ngay cả kỹ năng phòng ngự cũng không phóng thích ra ngoài lồng ngực của nó bị long rác xé mở một lỗ lớn thân hình nặng nề bay ngược ra phía sau bay thẳng vào một nội thành của tam đại cung điện trước kia trên mặt đất xuất hiện một khe nước kinh người vẫn long của minh chủ bị đánh bay tất cả mọi người có thể thấy được một màn này nhưng mà là sinh vật nào có thể đánh bay vẫn long cơ chứ các thành viên hồn minh chống mắt líu lưỡi ngơ ngác nhìn qua đuổi cuối cùng của khe rãnh nhìn qua vẫn long một hồi lâu không thể đứng lên được ngao giống giống rốt cục vẫn long lại đứng lên lần nữa đôi cánh của nó biến thành nham thạch ánh mắt hung tàn nhìn qua thân ảnh màu xanh kia phát ra tiếng gào thét điên cuồng tới cực điểm bao nhiêu năm vẫn long không có bị tổn thương qua hôm nay cho dù là ai làm nó tức giận thì nó đều muốn tháo kẻ đó làm tám khối sau đó nuốt sống vào bụng minh chủ lăng xiển có chút lảo đảo đứng lên long giác của vẫn long lần nữa Hắn liếc mắt đầy tức giận và táo bạo qua bên kia, ánh mắt của hắn biến thành lạnh giá như băng. Là ai dám đánh lén hắn? Ánh mắt quét tới long ảnh màu xanh kia đứng ở vị trí của Tam đại cung biệt, đứng ở trước mặt Liễu Nguyên Lão, mà phía trên long ảnh kia là một thanh niên, dùng ánh mắt lạnh giá nhìn qua hắn. Thiên Thương Thanh Chập Long, ánh mắt Minh Chủ Lăng xiển dần dần phát sinh biến hóa. Cho dù u lam sắc bao trùm nhưng Lăng xiển vẫn phân biệt ra chủng tộc của thân ảnh u lam pha lẫn màu xanh này ánh mắt của hắn nhanh chóng nhìn qua thân ảnh này minh chủ lăng xiển chưa từng gặp qua người này nhưng mà hắn phi thường rõ ràng hôm nay còn có thể sinh ra uy hiếp với hắn chỉ có một mình kẻ đã giết hồn sủng của hắn hư ngươi chính là sở phương trần hai mắt minh chủ lăng xiển quái dị nhìn qua sở mộ sở mộ lắc đầu minh chủ lăng xiển nhíu mày lại hỏi vậy ngươi là ai con trai sở thiên mang sở mộ sở mộ dùng âm thanh lạnh như băng nói ra minh chủ lăng xiển sững sờ sau đó lại cười ha hả. Thì ra là thế, thật là thú vị, thật là thú vị a. À. Minh Chủ Lăng xiển thu hồi ánh mắt lệ khí kia, ngược lại mang theo vài phần nghiền ngẫm nhìn qua Sở Mộ. Hắn đã khẳng định người trước mắt này là Sở Phương Trần, nhưng hắn không nghĩ tới lại là con của Sở Thiên mang cùng Liễu Băng Lam. Ngươi có biết sau khi phụ thân của ngươi làm cho ta tức giận nên biến thành một phế nhân. Lúc này cách hơn 20 năm, ngươi cũng muốn bước theo gót phụ thân của ngươi. Vậy rất tốt, ta rất thích thành toàn cho người khác." Lăng xiển nói ra. Phế nhân, không qua vài năm hắn dùng một con hồn sủng cũng có thể tiêu diệt ngươi. Sở mộ hờ hững nói ra, sở mộ cũng không phải sùng bái phụ thân của mình mù quáng, mà là sở thiên mang xác thực là người sở mộ tiếp xúc có nhận thức thật sâu với hồn sủng. Những gì hắn nói giúp cho sở mộ đạp vào con đường hồn sủng sư này có ý nghĩa chân chính và trợ giúp thật sâu. Sở mộ bền gan vững trí đạp vào con đường hồn sủng này, đồng thời sở thiên mang cũng một lần nữa đi lên con đường này, sở mộ tin tưởng đã trải qua vô số tôi luyện, trải qua vô số chua sót, Trảo qua vô số lần nhấp nhô, hôm nay thành tựu của hắn vô cùng cao, hắn tuyệt đối có thể siêu việt minh chủ. Sở mộ biết rõ người trước mặt là địch nhân của phụ thân mình, nội tâm của hắn cừu hận nhất định đã sâu tận xương tủy, hắn lang thang khắp bốn phía thì mục đích duy nhất chính là tiêu diệt người này. Nhưng mà phụ thân không ở đây, sở mộ cũng có thể hoàn thành thay hắn. Người muốn thừa kế nghiệp phụ thân của mình, minh chủ lang xiển cười lạnh một tiếng, nhưng vẫn ra lệnh cho vẫn long đang tức giận công kích. Vẫn long cường đại ở chỗ nó có lực lượng và phòng ngự tuyệt đối, thanh chập long nhất mạch ở phương diện phòng ngự còn kém một bậc, vừa rồi tiểu chập long đánh một kích làm vẫn long bị thương nhất định, nhưng loại bị thương này không có ảnh hưởng tới sức chiến đấu của vẫn long. Phi vẫn mang đi tất cả, trong khoảnh khắc phong bạo đục ngầu xuất hiện quanh thân của vẫn long, cơn bão táp này không phải là cát bụi, mà là một khối nham thạch cực lớn. Vẫn nham phong bạo cơ hồ cuốn theo cả đám mây, lại bị vẫn long đang điên cuồng dùng để công kích. Hung tàn, Thổ bạo như thế làm thực lực của Vẫn Long chỉ sợ còn trên cả thiên thương Thanh Chập Long. Sở mộ cũng không có đi ngạnh kháng, lại cho Tiểu Chập Long thi triển kỹ năng U Linh trốn vào vào trong thế giới hư không. Lực lượng cấp chúa tể có thể dễ dàng chuyển di không gian, thậm chí xuyên thấu qua một không gian khác cũng dễ dàng. Tiểu Chập Long thi triển U Linh tàng cũng không cách nào hoàn toàn né tránh công kích của Nham Hệ. Lực lượng Nham Hệ xuyên thấu qua không gian Nham đánh vào lân giáp của Tiểu Chập Long lân, lưu lại không ít vết thương nhỏ trên đó vẫn long này có thực lực còn mạnh hơn lôi quân. Sở mộ nhíu mày, sau khi thừa nhận công kích thì sở mộ có thể đưa ra phán đoán rõ ràng, chuyện này có ý nghĩa mặc dù vẫn long không có đạt tới cấp chúa tể cấp thấp, chỉ sợ cũng không khác nhau lắm. Ngao, hiện tại tiểu chập long ưa thích chiến đấu với đối thủ cường đại, sở mộ chỉ huy chiến đấu nó cũng căn bản sẽ không lo lắng phương diện thiếu thốn kinh nghiệm chiến đấu. Trường 1199, Lưu Huyết Sa Lộ P1 thời điểm kỹ năng hơi yếu bớt thì thân hình tiểu chập long chuyển rời quỷ dị qua bên cạnh bay tới một phương hướng khác sau đó lại mở to miệng ra long quang đang làm công tác chuẩn bị trong miệng cùng lúc đó trong linh hồn sao động quay chung quanh thân thể của tiểu chập long giống long quang phun ra ngoài vạn hồn theo đuôi người bình thường không thể trông thấy linh hồn chỉ có thể nhìn thấy phía sau long quang là sát khí cường đại vẫn long thu cánh lại bao phủ trước mặt thời điểm hai cánh đá khép lại thì tạo thành một thuẫn đá oanh Long quang đánh vào cánh của Vẫn Long, chấn đắc thân thể Vẫn Long lay động kịch liệt. Mà theo sát phía sau chính là vạn hồn xuyên qua khe hở của thuẫn công kích Vẫn Long, nó công kích như sóng biển vỗ bờ, một lớp lại một lớp đánh vào ngực bị thương của Vẫn Long. Vẫn Long vốn tưởng rằng ngăn cản Long Quang là có thể, nhưng không ngờ sát khí phía sau Long Quang lại khủng bố hơn thế nhiều, bất thình lình trùng kích làm nó trượt ra phía sau, suýt nữa là ngã vào trong phế tích. Minh chủ nhìn thấy Vẫn Long bị thương lần hai, một màn này rơi vào trong mắt những thành viên tam đại cung điện bảo hộ liễu băng lam đào tẩu. Đối với bọn họ mà nói minh chủ chính là tử thần, hắn đang chơi trò chơi gặt hái tính mạng, bọn họ không có khả năng phản kháng nào cả, bởi vì địch nhân thực sự quá mạnh mẽ. Nhưng mà ai từng nghĩ rằng thanh niên này lại có thể chống lại minh chủ cơ chứ? Chật chật, thực lực không tầm thường a hát, minh chủ lăng xiển cười tâu tuét cười rộ lên, thân hình vẫn long lay động một hồi thì hai chân đạp mạnh xuống mặt đất, lập tức ổn như bàn thạch, hai mắt tàn bạo nhìn chầm chầm vào long tộc tiểu chập long. Có thể chậm rãi chơi đùa với người A, à. Minh chủ lăng xiển nhìn sở mộ hai lần đánh hồn sủng của mình bị thương cũng lơ đánh, ngược lại hai mắt còn tăng thêm vài phần cuồng ý, thậm chí còn mang theo vài phần hương vị khát máu. Minh chủ lăng xiển ưa thích hương vị huyết dịch, mà hồn sủng của hắn là quỷ đồng huyết ma sát cũng chính là loại hiếu sát mới dưỡng thành thành con quỷ ưa thích máu tươi như vậy. Không nghĩ tới đứa con của người bị mình phế bỏ 20 năm trước lại có được thực lực như thế này, đã thật lâu hắn không có gặp được đối thủ nên lăng xiển lại có thêm một ít hứng thú. Đương nhiên chuyện này cũng không phải chỉ có máu mới bình ổn tức giận trong lòng của hắn, dù sao tiểu tử này cũng giết chết một hồn sủng của hắn. Đấu thiên cơ giác thú vương, đó là hồn sủng duy nhất có được cổ thú hồn chi lực, tiềm lực vô cùng, lại bị tiểu tử này giết chết, nói như vậy hắn còn muốn khoản đãi tiểu tử này thật tốt. Niệm chú ngữ thì chung quanh minh chủ lăng xiển xuất hiện một đồ án huyết sắc. Trong đồ án bên này có một móng vuốt rũi ra ngoài, sau đó chậm rãi leo ra khỏi đồ án triệu hoán. Thứ này quả thực giống như yêu ma quỷ quái bỏ từ cửu u tới nhân gian, mặt xanh nanh vàng, toàn thân thối giữa có huyết dịch chảy xuôi xuống. Quỷ đông huyết ma sát, đây chính là quái vạt khát máu. Các nguyên lão, trưởng lão của tam đại cung điện sau khi nhìn thấy quái vật này xuất hiện lập tức cảm giác được ra đầu đang run lên. Hồn sủng các nguyên lão, trưởng lão có không biết bao nhiêu chết trong tay của quái vật này, nhiều khi bọn họ căn bản không biết hồn sủng của mình đã bị nhìn chằm chằm vào, thân thể bắt đầu đổ máu điên cuồng và tính mạng từ từ suy yếu, thời điểm hấp hối thì bọn họ biết được huyết ma sát này đã tiềm phục bên cạnh bọn họ. Đây chính là đao phủ chuyên nấp trong bóng tối hấp thu máu tươi của đối thủ. Tuy ta rất ưa thích chiến đấu đường đường chính chính với người khác, nhưng mà người đáng cho ta chiến đấu chính diện hay sao? Minh chủ lăng xiển đứng trên long giác của vẫn long, vừa nói hắn vừa duỗi bàn tay ra. Bỗng nhiên một móng vuốt quái vật từ trong cửu u đưa ra ngoài, xẹt qua là một lưỡi đao sắc bén, vị trí chính là bàn tay của minh chủ lăng xiển. Bá, bàn tay của minh chủ lăng xiển bị kéo lên một vết thương thật dài, hơn nữa còn cắt vào động mạch. Máu đỏ tươi từ cổ tay của minh chủ lăng xiển chảy ra ngoài. Máu tươi đầm đìa nhỏ xuống đầu của Vẫn Long, tam đại cung điện chậm rãi tụ tập lại cũng ngây người, không biết minh chủ đang muốn làm cái gì. Mà các thành viên hồn minh đang vây quanh trùng trùng điệp điệp lại hoảng sợ, minh chủ làm sao lại cắt cổ tay nhỏ lên đầu của hồn sủng chứ máu tươi vẫn chảy như trước nhưng trên mặt minh chủ lăng xiển vẫn tươi cười tô toét nụ cười vô cùng đáng sợ hắn không quan tâm tới vết thương trên tay sau đó cứ cho máu tươi chảy ra ngoài ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào sở mộ chậm rãi mở miệng nói ra trước kia ta thích dùng đồng hồ cắt tính toán thời gian nhưng dần dần ta cảm thấy được loại phương thức đổ máu này thật không tồi chật chật kế tiếp nên hảo hảo hưởng thụ thịnh yến bằng màu ta tặng cho ngươi đương nhiên nếu ngươi kiên trì tới khi máu của ta chảy khô mà ngươi không chết thì ngươi thắng, ha 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 ha. Mùi bị huyết tinh truyền vào trong mũi, sở mộ cao mày nhìn qua minh chủ lăng xiển, minh chủ lăng xiển này so với tưởng tượng của sở mộ còn biến thái hơn nhiều lắm, không ngờ hắn dùng máu của mình tính toán thời gian, quả thực đây là một tên điên thích tự ngược bản thân. Nhưng mà sở mộ vẫn đánh giá thấp minh chủ lăng xiển biên cuồng. Bỗng nhiên quỷ đồng huyết ma sát hóa thành huyết vụ nồng đậm, trong khoảng khắc huyết phụ này bao phủ thành viên cao tầng tam đại cung điện và thành viên hồn minh vào trong thời điểm mọi người đang nghi hoặc thì bỗng nhiên huyết dịch đổ tươi từ đầu của bọn họ bắn ra ngoài huyết dịch bắn ra ngoài hòa cùng một chỗ với huyết phụ trong thời gian vài giây ngắn ngủi thì khu vực phế tích chiến đấu này biến thành hồ máu mùi máu tươi sông vào mũi làm cho bọn họ hô hấp cũng khó khăn minh chủ đại nhân ngài đây là long tuyệt mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua minh chủ lang xiển lúc này long tuyệt cũng bị huyết phụ bao phủ huyết vụ này quỷ dị ăn mòn làn da của hắn. Một khi làn da xuất hiện khe hở thì máu sẽ bắn ra ngoài không dứt. Đồng dạng trừ long tuyệt ra thì thành viên thẩm vị và tuyệt đại đa số thành viên của hồn minh cũng bị huyết vụ bao phủ, máu tươi của bọn họ không ngừng tràn ra ngoài. Trong vây quanh của hồn minh thì tam đại cung điện còn thừa lại 100 nhân viên cao tầng không có chạy thoát, huyết vụ ăn mòn thân thể của bọn họ, máu tươi trong người của bọn họ không ngừng chảy ra ngoài. Lúc này song phương đều đổ máu, loại thủ pháp biến thái này quả thật làm cho người ta sơn gai ốc nhìn qua vết máu ở khắp nơi thì thành viên hồn minh cũng lâm vào trong khủng hoảng minh chủ này địch ta không phân a à. chật chật đừng sợ trước khi máu của các ngươi chảy khô thì bọn chúng khẳng định sẽ chết hết các ngươi không thấy bổn minh chủ cũng chảy máu hay sao chẳng lẽ các ngươi cảm giác máu của mình cao quý hơn máu của bổn minh chủ minh chủ lăng xiển cười nhìn qua thủ hạ của mình bước vào cảnh giới hồn hoàng xác thực có tuổi thọ dài hơn người thường nhưng mà tất cả hồn hoàng đều phi thường rõ ràng, chín niệm hồn hoàng chính là một cái hạm không thể vượt qua, không có người vượt qua thì cuối cùng sẽ giải dạ yêu, cuối cùng phải đi lên con đường tử vong. Minh chủ lăng xiển cũng là chín niệm hồn hoàng, cuối cùng cũng có một ngày nhất định đi vào khô bại. Những lời này có thể thực buồn cười, người cho rằng lăng xiển ta là loại cấp bậc như các ngươi sao. Ha ha ha, những lời của ngươi nói ta không hiểu, tiễn ngươi lên đường thôi, chắc hẳn những lão gia hỏa kia đang ở dưới kêu gọi ngươi đấy ánh mắt lăng xiển trở nên lợi hại vẫn lòng đưa móng vuốt của nó lên bao phủ trên đầu của liễu nguyên lão ánh mắt liễu nguyên lão trở nên nghiêm nghị mặc dù hắn biết rõ chính mình không cách nào ngăn cản bất cứ kỹ năng nào của lăng xiển nhưng cho dù chết hắn cũng muốn chết có cốt khí Dương mắt lên nhìn liễu nguyên lão đã nhìn hồn sủng phát ra mệnh lệnh công kích nhưng mà thời điểm hồn sủng của hắn vừa bay lên thì bỗng nhiên một thân ảnh màu xanh xuất hiện thân ảnh này toàn thân ẩn chứa lực lượng bàng bạc dưới cổ lực lượng này Liễu Nguyên lão cảm giác được lực lượng hồn sủng của mình nhỏ bé thế nào. Nhưng mà thân hình này lặng yên không một tiếng động, không có khiến cho bất luận không gian nào chấn động, cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, nó làm cho cả thế giới này lâm vào yên tĩnh, nhanh chóng ngăn cản một kích đánh tới. Long, lực lượng long giác đánh ra, vẫn long căn bản không có ý thức được sinh vật này lại tạo thành thương tổn cho nó, thậm chí ngay cả kỹ năng phòng ngự cũng không phóng thích ra ngoài, lồng ngực của nó bị long giác xé mở một lỗ lớn thân hình nặng nề bay ngược ra phía sau, bay thẳng vào một nội thành của tam đại cung điện trước kia, trên mặt đất xuất hiện một khe nước kinh người. Vẫn long của minh chủ bị đánh bay, tất cả mọi người có thể thấy được một màn này, nhưng mà là sinh vật nào có thể đánh bay vẫn long cơ chứ. Các thành viên hồn minh chống mắt líu lưỡi, ngơ ngác nhìn qua đuổi cuối cùng của khe rãnh. Nhìn qua vẫn long một hồi lâu không thể đứng lên được. Ngao giống giống, rốt cục vẫn long lại đứng lên lần nữa, đôi cánh của nó biến thành nham thạch, ánh mắt hung tàn nhìn qua thân ảnh màu xanh kia phát ra tiếng gào thét điên cuồng tới cực điểm bao nhiêu năm vẫn long không có bị tổn thương qua hôm nay cho dù là ai làm nó tức giận thì nó đều muốn tháo kẻ đó làm tám khối sau đó nuốt sống vào bụng mình chủ lăng xiển có chút lảo đảo đứng lên long giác của vẫn long lần nữa hắn liếc mắt đầy tức giận và táo bạo qua bên kia ánh mắt của hắn biến thành lạnh giá như băng là ai dám đánh lén hắn ánh mắt quét tới lòng ảnh màu xanh kia đứng ở vị trí của tam đại cung điện Đứng ở trước mặt Liễu Nguyên Lão, mà phía trên long ảnh kia là một thanh niên, dùng ánh mắt lạnh giá nhìn qua hắn. Thiên Thương Thanh Chập Long, ánh mắt Minh Chủ Lăng xỉn dần dần phát sinh biến hóa. Cho dù u lam sắc bao trùm nhưng Lăng Xển vẫn phân biệt ra chủng tộc của thân ảnh u lam pha lẫn màu xanh này. Ánh mắt của hắn nhanh chóng nhìn qua thân ảnh này, Minh Chủ Lăng Xển chưa từng gặp qua người này nhưng mà hắn phi thường rõ ràng hôm nay còn có thể sinh ra uy hiếp với hắn chỉ có một mình kẻ đã giết hồn sủng của hắn. Hừ. Người chính là sở phương trần hai mắt minh chủ lăng xiển quái dị nhìn qua sở mộ sở mộ lắc đầu minh chủ lăng xiển nhíu mày lại hỏi vậy ngươi là ai con trai sở thiên mang sở mộ sở mộ dùng âm thanh lạnh như băng nói ra minh chủ lăng xiển sướng sờ sau đó lại cười ha hả thì ra là thế thật là thú vị thật là thú vị a à. minh chủ lăng xiển thu hồi ánh mắt lệ khí kia ngược lại mang theo vài phần nghiền ngẫm nhìn qua sở mộ hắn đã khẳng định người trước mắt này là sở phương trần nhưng hắn không nghĩ tới lại là con của sở thiên mang cùng liễu băng lam ngươi có biết sau khi phụ thân của ngươi làm cho ta tức giận nên biến thành một phế nhân lúc này cách hơn 20 năm ngươi cũng muốn bước theo gót phụ thân của ngươi vậy rất tốt ta rất thích thành toàn cho người khác lang xiển nói ra phế nhân không qua vài năm hắn dùng một con hồn sủng cũng có thể tiêu diệt ngươi sở mộ hờ hững nói ra sở mộ cũng không phải sùng bái phụ thân của mình mù quáng mà là sở thiên mang xác thực là người sở mộ tiếp xúc có nhận thức thật sâu với hồn sùng. Những gì hắn nói giúp cho sở mộ đạp vào con đường hồn sủng xưa này có ý nghĩa chân chính và trợ giúp thật sâu. Sở mộ bền gan vững trí đạp vào con đường hồn sủng này, đồng thời sở thiên mang cũng một lần nữa đi lên con đường này. Sở mộ tin tưởng đã trải qua vô số tôi luyện, trải qua vô số chua sót, trải qua vô số lần nhấp nhô. Hôm nay thành tựu của hắn vô cùng cao, hắn tuyệt đối có thể siêu việt minh chủ. Sở mộ biết rõ người trước mặt là địch nhân của phụ thân mình, nội tâm của hắn cửu hận nhất định đã sâu tận xương tủy, hắn lang thang khắp bốn phía thì mục đích duy nhất chính là tiêu diệt người này. Nhưng mà phụ thân không ở đây, sở mộ cũng có thể hoàn thành thay hắn. Người muốn thừa kế nghiệp phụ thân của mình, mình chủ lang xiển cười lạnh một tiếng, nhưng vẫn ra lệnh cho vẫn long đang tức giận công kích. Vẫn long cường đại ở chỗ nó có lực lượng và phòng ngự tuyệt đối, thanh chập long nhất mạch ở phương diện phòng ngự còn kém một bậc, vừa rồi tiểu chập long đánh một kích làm vẫn long bị thương nhất định nhưng loại bị thương này không có ảnh hưởng tới sức chiến đấu của vẫn long phi vẫn mang đi tất cả trong khoảnh khắc phong bạo đục ngầu xuất hiện quanh thân của vẫn long cơn bão táp này không phải là cắt bụi mà là một khối nham thạch cực lớn vẫn nham phong bạo cơ hồ cuốn theo cả đám mây lại bị vẫn long đang điên cuồng dùng để công kích hung tàn thô bạo như thế làm thực lực của vẫn long chỉ sợ còn trên cả thiên thương thanh chập long sở mộ cũng không có đi ngạnh kháng lại cho tiểu chập long thi triển kỹ năng u linh trốn vào vào trong thế giới hư không Lực lượng cấp chúa tể có thể dễ dàng chuyển di không gian, thậm chí xuyên thấu qua một không gian khác cũng dễ dàng. Tiểu chập long thi triển u linh tàng cũng không cách nào hoàn toàn né tránh công kích của nham hệ. Lực lượng nham hệ xuyên thấu qua không gian nham đánh vào lân giáp của tiểu chập long lân, lưu lại không ít vết thương nhỏ trên đó. Vẫn long này có thực lực còn mạnh hơn lôi quân. Sở mộ nhíu mày, sau khi thừa nhận công kích thì sở mộ có thể đưa ra phán đoán rõ ràng. Chuyện này có ý nghĩa mặc dù vẫn long không có đạt tới cấp chúa tể cấp thấp, chỉ sợ cũng không khác nhau lắm. Ngao, hiện tại tiểu chập long ưa thích chiến đấu với đối thủ cường đại, sở mộ chỉ huy chiến đấu nó cũng căn bản sẽ không lo lắng phương diện thiếu thốn kinh nghiệm chiến đấu. chương 1200, Lưu Huyết Sa Lậu P2 Không, không dám, tóc gáy của long tuyệt dựng đứng, biểu hiện thì cung kính nhưng trong nội tâm cũng đã mắng điên cuồng, nội tâm của tên minh chủ này vặn vẹo biến thái rồi. Phải biết rằng trong bọn họ và quân đoàn cao cấp của hồn minh nơi đây cũng có hơn vạn người đấy. Huyết phụ không ngừng khuếch tán, tên điên kia đang dùng máu của bọn họ để tính thời gian, có thể kéo theo thành viên của hồn minh cùng hy sinh đổ máu, nếu như thời gian kéo dài quá lâu thì những người nơi đây không phải chảy khô máu rồi chết. Quả thật ai cũng biết Minh chủ là tồn tại giống như thần, tuyệt đối không có người nào chống lại hắn, nhưng mà hành vi coi rẻ tính mạng thì làm cho người ta không rét mà run. Sở Mộ, nhìn thấy bổn Minh chủ nhân từ với người bao nhiêu không, tính mạng của ta và tất cả thủ hạ của ta nơi này đổi lấy tính mạng một đám người ra nua các ngươi đánh bại ta. Ah, không kiên trì thời gian dài mà không chết thì các ngươi đã có thể đại hoạch toàn thắng Ah. Con mắt Minh Chủ lăng xiển nhìn chằm chằm vào Sở Mộ nói. Ngụ ý của loại phương thức này của Minh Chủ rất tự đại, nhưng Sở Mộ tin tưởng thằng này tuyệt đối không bao giờ làm ra chuyện mà không có mục đích. Sở Mộ, hắn đang tăng cường thực lực của quỷ đồng huyết ma sát đấy. Thời điểm này âm thanh của Liễu băng Lam vang lên bên tai của Sở Mộ. Sở Mộ quay đầu lại nhìn qua Liễu băng Lam đã khôi phục tinh thần. Từ ánh mắt của Liễu Băng Lam thì Sở Mộ có thể nhìn ra được nàng đã chuẩn bị chiến đấu với mình rồi. Lời của Liễu Băng Lam tự nhiên khiến Sở Mộ lưu ý, quả nhiên Sở Mộ phát hiện máu tươi tuy chảy xuôi trên mặt đất, thế nhưng mà tinh hoa của máu lại tiến vào người của Quỷ Đồng Huyết Ma Sát. Sở Mộ còn nhớ rõ Ly lão nhân đã từng nói qua, cấp bậc hồn sủng của minh chủ có lẽ tiếp cận cấp chúa tể cấp thấp, nhưng mà thông qua phương pháp đặc thù nên tăng lên mạnh hơn một cấp bậc. Nhìn ra máu tươi này chính là thủ đoạn minh chủ đang tăng thực lực của Quỷ Đồng Huyết Ma Sát lên. Vù 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 hô, thời điểm sở mộ hết sức chăm chú lưu ý con quỷ đồng huyết ma sát kia thì phát hiện có cuồng phong đánh úp tới, cuốn lên phía tích này, đục ngầu che đậy bầu trời. Thời điểm xuất hiện cuồng phong quỷ dị này, một cơn gió bao trùm thân thể của hắn, phong thú uy phong lẫm lẫm phong từ trên trời giáng xuống, lại hạ xuống bên cạnh minh chủ lang xiển. Phong thú hình thể tương đương với vẫn long, khí thế càng không thua kém hơn chút nào, sau khi nó xuất hiện thì gió chung quanh trở nên dị thường, giống như có nguy hiểm đang tiềm phục ở chung quanh, hết lần này tới lần khác lại không người nào tìm ra dấu vết. Thống phong chi kỳ, liễu băng lam thì hít sâu một hơi, thần sắc lập tức phát sinh biến hóa. Thống phong chi kỳ chính là hồn sủng tiêu chí của hùng thủ viên tuế, đồng thời là sinh vật phong hệ mạnh nhất trong lĩnh vực nhân loại. Lúc trước tam đại cung điện cùng hồn minh chiến đấu ở thành vạn tượng thì hùng thủ viên tuế dùng thống phong chi kỳ này phóng thích ra một kỹ năng đơn giản, nhưng mà không ai quên được vương giả thống trị gió này đó là cơn gió hủy diệt chân chính những nơi đi qua cơ hồ không có người nào sống sót cả hùng thủ viên tuế xuất hiện không thể nghi ngờ làm cho tam đại cung điện đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương ha 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 viên tuế ngươi tới thật đúng lúc trò chơi này ngươi không nên bỏ qua nha minh chủ lăng xiển mắt nhìn qua viên tuế lập tức cười rộ lên viên tuế đúng là cảm giác được mùi vị máu tươi nồng đậm ở nơi này nên mới chạy qua hắn dùng ánh mắt lạnh nhạt, nhạt nhìn qua thủ lĩnh hồn minh lại nhìn qua đám thành viên hồn minh đang đổ máu tập thể Viên tuế biết rõ minh chủ lăng xiển đang lợi dụng tính mạng của những người này tăng thực lực của hồn sủng lên, nhưng mà minh chủ đại khái có thể triệu hồi hồn sủng khác đối phó sở phương trần, dùng phương pháp đổ máu này quả thật là quá tàn nhẫn, cho dù cuối cùng nhất giết được sở phương trần thì hành vi này làm cho tất cả thành viên hồn minh sinh ra tâm lý oán hận và bóng mở cực lớn, chuyện này sẽ tạo thành trở ngại thật lớn cho thống trị sau này. Nhưng mà viên tuế biết rõ cho dù minh chủ căn bản xem nhân mạng như dơm rác hắn cũng không dám nói nhiều nửa câu, chỉ có thể bình tĩnh hỏi cần thuộc hạ làm thay ngài hay không, người cảm thấy thế nào, Minh Chủ Lăng Xiển duỗi bàn tay ra, viên tuế liếc mắt nhìn cổ tay của Minh Chủ Lăng Xiển có máu tươi đầm đìa thì không nói thêm gì nữa. Vẫn nghe nói Minh Chủ khát máu, nhưng không ngờ lại khát máu tới mức độ này, lại lấy cả máu của bản thân mình ra làm trò chơi. Người cố tình thì đi giúp ta giải quyết liễu băng lam đi, cũng không thể cho ngươi đi một chuyến tay không được. Minh chủ lăng xiển mỉm cười, hùng thủ viên tuế liếc mắt nhìn liễu băng lam, chậm rãi gật gật đầu, hắn không chế thống phong chi kỳ bay đến trên không của Liễu Băng Lam. Sở mộ, Liễu Băng Lam thấy hùng thủ viên tuế đã tới trên đầu của mình và thu triển kỹ năng phong hệ, có chút lo lắng liếc mắt nhìn sở mộ. Sở mộ nhìn nàng gật đầu nói, yên tâm, ta không có việc gì. Liễu Băng Lam biết rõ sở mộ còn nắm giữ át chủ bài bán ma, ngẩng đầu nhìn qua thống phong chi kỳ, mở miệng nói. Ta sẽ đối phó hắn, nói xong Liễu Băng Lam lại niệm chú ngữ. Tinh quang đạo đạo xuyên qua màn huyết vụ rơi xuống trước mặt Liễu Băng Lam, phản chiếu sao hoa lệ sinh vật linh tính xuất hiện trong màn mưa nhẹ nhàng lơ lửng cách mặt đất chừng một mét liễu băng lam nhảy lên người hồn sủng tinh hà hóa thành một đạo lưu tinh chui vào trong lĩnh vực cuồng phong của phế tích sở mộ cũng không hiểu thực lực của hùng thủ viên tuế nhưng mà liễu băng lam có được tôn lực hơn nữa có thể triệu hoán một hồn sủng khác đi ra trợ trận mặc dù không cách nào đánh bại hùng thủ viên tuế nhưng có lẽ không bị thua như thế sở mộ có thể đối mặt một mình với minh chủ lăng xiển chiến giã người đi đối phó quỷ đồng huyết ma sát. Sở mộ liếc mắt nhìn qua chiến giã, mở miệng nói ra. Trên khải giáp đen nhánh của chiến giã có dính một chút máu tươi, xem ra trong quá trình chạy tới nơi này không có vì thực lực thua kém mà dừng lại, chiến giã cũng có thể tiến hành giết chóc quân đoàn hồn minh. Thân ảnh ô sắc thần Tuấn xuất hiện trước mặt sở mộ, mắt đen thâm thúy nhìn qua con quái vật đang điên cuồng thu máu tươi kia. Quỷ đồng huyết ma sát có thể thông qua ngưng tụ huyết dịch gia tăng thực lực, chiến giã cũng có thể không ngừng tăng trưởng thực lực, hống 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 chiến giã đạp lên máu tươi ở khắp nơi bỗng nhiên huyết thủy bắn ra ngoài chiến giã hóa thân thành một đạo hào quang ô sắc biến mất lập tức nghênh tiếp huyết ma sát quỷ đồng huyết ma sát đánh vào hư không một cái huyết dịch trên mặt đất lưu động quỷ dị thời điểm chiến giã vào tới thì toàn bộ hóa thành huyết màu sắc nhọn đâm vào phần bụng của chiến giã chương một huyết trì trung vương huyết ma sát huyết dịch trên vạn người hỗn hợp với màn mưa nơi này đã hóa thành một biển máu mà quỷ đồng huyết ma sát là sinh vật quỷ hệ có năng lực thao túng máu tươi, có thể tùy ý huyễn hóa máu tươi thành binh khí công kích. Huyết mâu không ngừng từ trong nước bắn lên cao, lúc ban đầu từ bên dưới đâm lên dưới đất dày đặc, hoàn toàn không cho chiến giả bất luận chỗ trống nào né tránh. Đối mặt với loại kỹ năng này chiến giả cũng không có né tránh, né tránh cũng không có chút ý nghĩa nào. Huyết mâu đâm ngược lên cao, mỗi một chuôi cơ hồ đều có thể xuyên thấu phòng ngự của chiến giả. Nhưng đáng sợ cũng không phải chúng có hiệu quả đâm xuyên mà là huyết mâu bay qua thì có thể mang theo huyết dịch trong người bay ra ngoài. Chuyện này căn bản là tổn thương tới sinh mệnh lực, nếu như bị xuyên qua dày đặc thì cho dù là sinh vật cấp chúa tể cũng biến thành thi thể khô héo. Máu của chiến dã và tính mạng trôi qua nhanh chóng, đáng ăn mừng duy nhất là sinh mệnh lực của nó vượt qua hồn sủng bình thường, mặc dù là chống lại kỹ năng này cũng không có suy kỳ Xuyên qua huyết mâu trở ngại, chiến giả cũng đã xuất hiện trước mặt quỷ đồng huyết ma sát. Thân ảnh ô sắc này đột nhiên ra tốc, bỗng nhiên chiến giã phân thành hai đạo phân biệt xoẹt qua hai bên của quỷ đồng huyết ma sát hai chiến giã đồng thời khép quỷ đồng huyết ma sát lại thành vòng cung bỗng nhiên quỹ tích hàn quang lập lòe biến thành hai thanh màu đao chảm xuống hàn nhận một trái một phải chém vào quỷ đồng huyết ma sát bàn tay của quỷ đồng huyết ma sát phân biệt nâng lên hai bên máu tươi từ dưới chân bay lên cao lập tức hóa thành hai cái huyết thuẫn vào lúc hàn nhận cắt xuống thì ngăn ở trước mặt quỷ đồng huyết ma sát công kích của chiến giã chỉ lưu lại một đạo bóng mờ trên huyết thuẫn, mà trong mắt quỷ đồng huyết ma sát hiện ra một tia khinh thường và ý diễu cợt. Thực lực chiến giã trước khi tăng lên thì lực công kích của nó căn bản rất khó tạo thành tổn thương rõ rệt với loại sinh vật như quỷ đồng huyết ma sát, mà quỷ đồng huyết ma sát cũng hiểu được dùng huyết thuẫn ngăn cản công kích của nó là đại tài tiểu dụng. Khóe miệng xuất hiện cái lưỡi đầy máu thật dài, móng vuốt như khô lâu của nó dơ huyết thuẫn lên, thao túng huyết thuẫn hóa thành hai huyết đao thật dài. Một tay nắm lấy một thanh, quỷ đông huyết ma sát phung huyết đao lên chém xuống, đem hai thanh huyết đao chém ra phía sau. Khốc, quỷ đông huyết ma sát hít thở sâu một hơi, lập tức biển máu bên dưới xuất hiện sóng dâng trào. Xoạt, xoạt, hai thanh huyết đao lăng lệ ác liệt chém xuống, huyết sóng bảng bạc mang theo tất cả. Nhìn thấy kỹ năng làm vạn người đổ máu này thật là kinh người, cùng là công kích như nhau. Mấy vạn sinh linh trong khoảng khắc bị tiêu diệt sạch sẽ. Chiến giã, đoạn chi trọng sinh, bỗng nhiên sở mộ ra lệnh cho chiến giã. Dùng phán đoán của sở mộ về kỹ năng này thì sinh mệnh lực của chiến giã bị huyết mâu suy yếu qua một lần, phi thường có khả năng một lần duy nhất bị huyết đao này hấp thu sạch sẽ. Chiến giã cũng không dám có bất kỳ trần chờ nào, trước khi huyết đao đánh xuống thì nó thi triển đoạn chi trọng sinh, lại cho tính mạng của mình khôi phục thật nhanh. Miệng vết thương khép lại nhanh chóng và bổ sung máu tươi, nhưng mà hai đạo huyết đao đánh xuống phân biệt chém lên đầu lâu của chiến giã, chém vào giáp vai và ngực của nó. Chiến giã suýt nữa bị một kích này chém thành ba đoạn, may mà lực lượng huyết đao đánh vào giáp vai, mà sau đó quỷ sóng đánh tới xương vai và xương ngực làm chiến giã bay ra ngoài. Một kích này nhìn thấy thì giật mình, nhất là nhìn thấy miệng vết thương của chiến giã, có thể nói cơ hồ tất cả mọi người cho rằng chiến giã sẽ bị huyết đao chém chết, biến thành thi thể ra bọc xương. Nếu như vừa rồi sở mộ không kịp thời đưa ra phán đoán thì chỉ sợ chiến giã thật sự trực tiếp bị miểu sát, dù sao cấp bậc của quỷ đồng huyết ma sát phi thường cao, hơn nữa có được huyết dịch trên đất bổ sung bất luận là kỹ năng nào cũng vô cùng khủng bố hống 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 ngâm trong biển máu bên dưới chiến giã hét lên giận dữ một tiếng năng lượng mãnh liệt trùng kích thân thể thật mãnh liệt xương ngực cùng xương vai khép lại thật nhanh chóng cơ bắp cùng làn da đang dùng tốc độ mắt thường thấy sinh trưởng lại ô sắc chiến giáp đang bao phủ trên người chiến giã minh chủ lăng xiển nhìn qua chiến giã thì ánh mắt phát sinh biến hóa một chút có được huyết trì nên quỷ đồng huyết ma sát tuyệt đối đạt tới cấp chúa tể cấp thấp mà chiến thú mặc giã này ngay cả cấp chúa tể còn chưa tới huyết mâu trước kia nên miểu sát nó nhưng không ngờ thứ này dưới hai lần tấn công lại không bị thương chút nào xem ra chính là thứ đồ vật có được đoạn chi trọng sinh giết chết hồn sủng của ta minh chủ lăng xiển lầm bầm lầu bầu nói ra nhìn ra được đây là sinh vật cực kỳ khó chơi ân huyết dịch còn chưa đủ nhiều còn chưa đủ ánh mắt minh chủ lăng xiển quét qua thành viên hồn minh đang bao phủ trong huyết phụ lập tức nhìn quỷ đồng huyết ma sát phát ra mệnh lệnh Đồng tử hung tàn của quỷ đồng huyết ma sát nhìn quét qua chung quanh, lập tức huyết phụ bắt đầu biến thành đậm đặc. Huyết phụ càng đậm đặc kết quả chính là tốc độ rút máu càng nhanh hơn. Minh chủ lăng xiển làm cử động này đã khiến sắc mặt người hồn minh đại biến. Trong vạn người này có không ít người tận mắt nhìn thấy sở mộ cho chiến giã chiến đấu với thiên tử Ngô Quảng, trong mắt bọn họ thì thực lực chiến thú mặc giã này quả thật không thể chinh phục và chém giết được, năm lần đoạn chi trọng sinh khủng bố làm cho Ngô Quảng suýt nữa sụp đổ có thể nói sở mộ cho chiến giã đối chiến quỷ đồng huyết ma sát thì sắc mặt tất cả thành viên hồn minh trở nên khó coi tới cực điểm. Mà bây giờ minh chủ lăng xiển còn đẩy nhanh tốc độ rút máu, đây không phải là muốn mạng của bọn họ sao, máu chính là tính mạng của bọn họ, nhưng mà bọn họ không có năm lần đoạn chi trọng sinh. Long, Long tuyệt đại nhân, chúng ta, chúng ta có nên rời khỏi nơi này không, sông dài như vậy chúng ta đều phải chết a à hát. Một gã cường giả thẩm vị non nóp lo sợ nói ra. Trong nội tâm Long Tuyệt đã sớm mắng Minh Chủ Lăng Xiển vô số lần, nhưng mà hùng thủ viên tuế đối mặt với tình hình này cũng lựa chọn trầm mặc hắn đứng đầu 16 tuyệt có là cái gì. Về phần chạy khỏi nơi này, Long Tuyệt càng không cần phải suy nghĩ tới, nếu như bọn họ rời khỏi nơi này thì Minh Chủ Lăng Xiển biến thái chỉ sợ không ngại trực tiếp giết bọn họ, làm cho bọn họ một lần cung cấp toàn bộ máu tươi ra ngoài. Quỷ đồng huyết ma sát của Minh Chủ có lẽ có thể giết chết nó. Hiện tại trong nội tâm Long Tuyệt trong đã sớm an ủi bản thân mình. Sự thật như thế nào thì hình thức phải nói như vậy, quỷ đồng huyết ma sát xác thực có được thực lực này, lực sát thương của nó so với băng thương chi vương cùng đấu thiên cơ giác thú vương mạnh gấp 2-3 lần. chương 1202, Bi Khóc, Cổ Lực Sống Lại, P1. Bá, lúc này đây huyết đào biến thành huyết liêm, huyết liêm cực lớn quét ngang qua, lại một lần nữa đánh chiến giã bị trọng thương. Xôn sao, chiến giã rơi vào trong biển máu, thân thể không ngừng trượt dài ra phía sau, nước bắn lên huyết thủy, cuối cùng rơi vào trước mặt sở mộ. Thực lực chiến giã đã bước sắp bước vào lĩnh vực cấp chúa tể, nhưng mà thực lực của chiến giã rõ ràng chênh lệch thật lớn với quỷ đồng huyết ma sát, cơ hồ chỉ cần đánh tới hai kỹ năng thì chiến giã khó có được năng lực đứng lên, mà hơi không cẩn thận thì không kịp sử dụng đoạn chi trọng sinh và bị giết chết rồi. Ngao, giữa không trung tiểu chập long đang chém giết với vẫn long đưa mắt nhìn qua chiến giã, muốn bay xuống trợ giúp chiến giã. Nhưng thấy sở mộ không để cho tiểu chập long tham dự, dù sao vẫn long của lăng xiển cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, nếu tiểu chập long phân tâm thì ưu thế lúc ban đầu sẽ sớm mất đi. Sở mộ liếc mắt nhìn qua huyết thủy chảy xuôi trên người của chiến giã, thần sắc trở nên ngưng trọng. Sau khi có được biển máu, thực lực của quỷ đồng huyết ma sát đã đạt tới cấp chúa tể cấp thấp, lực công kích quá mức khủng bố, chiến giã căn bản không ngăn cản được mấy lần. Cho dù chiến giã không bị miểu sát thì cứ theo đà này 6 lần đoạn chi trọng sinh của chiến giã toàn bộ sử dụng hết cũng không phải là đối thủ của chúa tể cấp thấp chẳng lẽ hiện tại phải triệu hoán vong mộng ra ứng phó nó sao? Trong nội tâm sở mộ xuất hiện một ít do dự, thực lực của quỷ đồng huyết ma sát đã đạt tới cấp chúa tể cấp thấp, xác thực chỉ có vong mộng mới có thể ứng phó được. Thế nhưng mà nếu như ngay cả lá bài tẩy đánh ra lúc này, sở mộ thật không biết kế tiếp nên làm thế nào ứng phó hồn sủng kế tiếp của minh chủ lăng xiền, dù sao đến bây giờ hắn mới triệu hoán hai con hồn sủng mà thôi. Đầu óc của sở mộ tự hỏi thật nhanh, cho dù như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp ứng phó quỷ đồng huyết ma sát mới được. Đúng rồi, không phải còn bi khóc sao, nhìn qua con mắt của chiến giã hiện ra thần sắc kiên định, chợt sở mộ nhớ tới vật thần bí trọng yếu kia. Nước mắt kết tinh của chiến giã đến bây giờ sở mộ còn chưa sử dụng tới, mặc dù không biết bi khóc sinh ra hiệu quả như thế nào nhưng sở mộ hiện tại cũng chỉ có thể ký thác vào nó mà thôi, nếu không thì chiến đấu kế tiếp sẽ trở nên khó khăn rất nhiều. Chiến giã, đến bên ta, sở mộ ra lệnh với chiến giã chiến giã thoáng trần chờ nhưng vẫn dẫm lên máu tươi xuất hiện trước mặt sở mộ. Sở mộ giơ tay lên, thiết trí một chướng mục không gian, tiến công một cái mê hoặc quỷ đồng huyết ma sát, lại ho mình thời gian hòa tan lực lượng của nước mắt kết tinh. Giống, chiến giã chạy vội tới trước mặt sở mộ, ánh mắt mang theo vài phần kiên quyết. Sở mộ biết rõ chiến giã cũng đang tự nói với mình nó nhất định có thể đánh bại đối thủ này. Sở mộ cũng tin tưởng chiến giã có thể làm được, nhưng sở mộ không thể cho chiến giã gặp nguy hiểm tính mạng quá cao được, hắn lấy trong không gian giới chỉ một giọt nước mắt kết tinh, S. Giọt nước mắt này là linh hồn cao ngạo bất khuất của chiến giã biến thành, sở mộ giữ nó trong lòng bàn tay sau đó đặt lên chán lạnh như băng của chiến giã. Chiến giã mới đầu có chút nghi hoặc, nhưng thời điểm giọt nước mắt bắt đầu hòa tan thì một ít đoạn trí nhớ tiến vào trong đầu của nó, khiến ánh mắt nó dần dần phát sinh biến hóa. Nước mắt kết tinh hòa tan với tốc độ rất nhanh, bàn tay sở mộ từ ấm áp biến thành ướt át, sau đó là lạnh buốt. Quá trình này kỳ thật phi thường ngắn ngủi, nhưng linh hồn được đoạn trí nhớ này cải tạo lại một lần, mà tất cả trí nhớ lại hiện ra trong óc một lần, đột nhiên Sở Mộ cảm thấy linh hồn của mình như có lực lượng nào đó cuốn đi, làm cho linh hồn chậm rãi thăng hoa, cái này, đây là, Sở Mộ sửng sốt, nước mắt kết tinh hòa tan thì hóa thành ôn tuyền chạy khắp toàn thân tiến vào linh hồn, làm cho linh hồn của Sở Mộ được thăng hoa. Tấn cấp, làm cho Sở Mộ có chút khó có thể tin là chính mình lại tấn cấp linh hồn, bước vào lĩnh vực chín niệm hồn hoàng. Nước mắt tinh có lực lượng thần bí khó lường, đối với mạc tà sử dụng nước mắt tinh thì mạc tà tiến hành chuộc tội dị biến. Còn lần này nước mắt kết tinh dường như tác dụng lên người của mình, làm cho mình tiến vào chín niệm hồn hoàng. Khóc, đúng vào lúc này tiếng thét chói tai của lệ quỹ truyền tới đánh vỡ mừng rỡ của sở mộ. Trước mắt còn không có lạc quan, sở mộ vội vàng thu hồi phân tâm, thì triển dị đồng nhìn chằm chằm vào quỷ đồng huyết ma sát xuất hiện trong chướng mục không gian trước mặt mình. Giống giống, chiến giã gào thét một tiếng, dựa theo lệnh của sở mộ đạc không bay lên, thân thể của nó mạo hiểm lướt qua thanh huyết liêm lao thẳng vào đầu lâu của quỷ đồng huyết ma sát. Tử thần thừa quang nhận, hai đạo hào quang hắc ám đan vào nhau, lưu lại hai vết máu trên gương mặt dữ tợn của huyết ma sát. Máu tươi lập tức chảy khắp gương mặt của quỷ đồng huyết ma sát, nhưng mà sinh vật chúa tể cấp thấp này lại không ý kỵ công kích gãi ngứa của chiến giã. Sau khi công kích của chiến giã chấm dứt thì bỗng nhiên nó chuyển động đầu lâu, mở cái miệng như bồn máu phun một đạo huyết quang vào người chiến giã huyết quang quét qua người của chiến giã, cơ hồ xuyên qua phần bụng của chiến giã. Máu tươi tung tóe bắn ra khắp nơi, chiến giã bị thương nặng rơi một kích này nên ngã xuống đất, trong lúc nhất thời thậm chí không có lực bò dậy. Trong lòng sở mộ căng thẳng, vừa rồi lực lượng của chiến giã không có bất cứ tăng trưởng nào, chẳng lẽ nước mắt kết tinh có hiệu quả trên người của hắn không thôi. Ha ha ha, đi chết đi. Minh chủ lăng xiển không ngờ tìm được cơ hội cười lớn một tiếng rồi ra lệnh cho quỷ đồng huyết ma sát phát động công kích đã chuẩn bị. Quỷ đồng huyết ma sát phung vẩy móng vuốt, một cái chảo máu hiện ra trên người của chiến giả. Trông thấy quái vật kia phát động công kích đã chuẩn bị từ trước, sở mộ càng run sợ, loại tình huống này chiến giả không cách nào hoàn thành đoạn chi trọng sinh. Ngao giống, thời điểm huyết chảo đánh xuống thì trong biển máu có tiếng giống truyền ra, ngay sau đó u lam sắc long ảnh chui ra quỷ dị, lòng giác vạn hồn quét vào lưng của quỷ đồng huyết ma sát. Bang, di di, quỷ đồng huyết ma sát không hề phòng bị, Tiểu Chập Long dùng vũ khí mạnh nhất cùng kỹ năng mạnh nhất đánh vào thân thể rắn chắc của quỷ đồng huyết ma sát. Quỷ đồng huyết ma sát hoàn toàn bị long giác đánh bay, hơn nữa còn bị vạn quỷ thôn phệ, công kích này tạo thành trùng kích linh hồn thật mạnh với nó. Quỷ đồng huyết ma sát bay ra thật xa, rơi vào trong huyết trì nồng đậm. Chương 1203, bi khóc, cổ lực sống lại P2. U Linh Long, Minh Chủ Lăng xiển lập tức phẫn nộ kêu một tiếng, hai mắt lộ ra vài phần độc oán. U Linh Long có thể tùy ý xuyên qua thế giới trong gương, biển máu cũng là một khu vực xuyên qua tuyệt hảo, vừa rồi vẫn Long không có lưu ý cho nên tiểu chập Long mới tránh khỏi. Quỷ đồng huyết ma sát đã bị công kích cũng không sao, nhưng làm cho Minh Chủ Lăng Xiển tức giận là không thể giết chết chiến thú mặc dã không kịp sử dụng đoạn chi trọng sinh, mà mất đi cơ hội tuyệt hảo này chiến thú mặc dã nhất định đã hoàn thành đoạn chi trọng sinh. Quả nhiên trong biển máu thân chịu trọng thương nên chiến giã được tiểu chập long kịp thời trợ giúp nên đứng lên, những vết thương trên người từ từ khép lại, sức chiến đấu lại tăng thêm một chút. Trông thấy chiến giã lại khôi phục sức chiến đấu, Minh Chủ Lăng xỉn nhiều nhát chỉ có một tia tức giận và bực bội, dù sao trong mắt hắn thằng này sau khi hoàn thành 5 lần đoạn chi trọng sinh thì phải chết. Nhưng mà người của hồn minh nhìn thấy chiến giã lại khôi phục thì vẻ mặt xanh lại. Thời gian chính là tánh mạng, còn rông dài như vậy thì máu sẽ chảy khô đấy. Đến bây giờ mọi người cảm thấy được tình cảnh mất máu quá nhiều rồi, đầu váng mắt hoa, tinh thần không tập trung, đây là dấu hiệu của việc thiếu máu thống khổ nhất là không quản khỉ gió bọn họ sử dụng dược tề nào chỉ cần không khép miệng vết thương thì vân đổ máu người của hồn minh vẻ mặt cầu xin tam đại cung điện thì hiện ra thần sắc vui mừng bọn họ vốn không muốn sống sót có thể kéo theo tính mạng của một vạn thành viên cao cấp của hồn minh thì có chết cũng đáng hống 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 tiếng gào hữu lực truyền tới một lần nữ khôi phục sức khỏe nên thực lực chiến giã xuất hiện tăng trưởng ngay cả tiếng hổ giống cũng âm vang hữu lực ô sắc khải giáp bao trùm trên người chiến giã thú vân cổ xưa từ từ rõ nét hơn nữa, trên người chiến giã hợp thành đồ ấn cổ xưa. Đồ ấn này nằm ở vị trí các đốt xương của chiến giã, tỏa ra hào quang lập lè một lần rồi nội liễm, ảm đạm mà quá trình này vừa hoàn thành thì thực lực chiến giã lại tiến vào cấp chuẩn chúa tể, không ngờ lại tăng thêm vài thành. Như thế chiến giã mỗi lần sử dụng đoạn chi trọng sinh tương đương tăng lên nửa cấp, loại tăng lên này đối với chiến giã mà nói biên độ tương đối lớn, dù sao chiến giã còn có bốn lần đoạn chi trọng sinh. Đây là nhìn thấy thực lực của chiến giã bỗng nhiên mạnh hơn sở mộ cũng sửng sốt nhớ rõ thời điểm ở vạn đoạn triệt cốc sở mộ cũng từng gặp được sinh vật có kỹ năng đoạn chi trọng sinh loại sinh vật này không chỉ có được năng lực đoạn chi trọng sinh mà còn có được một loại kỹ năng đặc thù kỹ năng này làm cho vết thương trên người của chúng khép lại xong thì thực lực cũng tăng lên trong phạm vi lớn mà điều này được gọi là cổ lực sống lại trọng thương và khôi phục thì cơ bắp tế bào trọng điệp tái sinh làm cho lực lượng tốc độ phòng ngự sinh mệnh lực của hồn sủng được tăng cường, đối với tuyệt đại đa số mà nói kỹ năng này là gân gà, bởi vì trong chiến đấu không thể có nhiều thời gian cho chúng phục hồi. Nhưng đối với hồn sủng có được đoạn chi trọng sinh mà nói đây chính là thần kỹ, nhất là hồn sủng có được thiên phú tính mạng như chiến giã. Mà rất rõ ràng là chiến giã hoàn thành đoạn chi trọng sinh thì thực lực tăng lên một đoạn lớn, đây chính là hiệu quả của cổ lực sống lại. Chiến giã chiến đấu với băng thương chi vương, cương thiết hùng ưng chi vương thì từng sử dụng một lần đoạn chi trọng sinh, mà sau đó Diệp Khuynh Tư lại tăng hiệu quả ra chỉ tính mạng cho chiến giã một lần, làm cho chiến giã có thể sử dụng thêm một lần đoạn chi trọng sinh. Nói cách khác chiến giã hiện tại vẫn còn bốn lần đoạn chi trọng sinh, mà nương theo đó chính là bốn lần cổ lực sống lại. Trừ cổ lực sống lại ra, trái tim dũng mãnh của bản thân chiến giã cũng tăng lên không ít, loại hiệu quả điệp ra này vô cùng khủng bố. Giờ khắc này tim của sở mộ đập thình thịch, hiệu quả bi khóc là song phương, sở mộ tăng cấp linh hồn, chiến giã thì có được kỹ năng cổ lực sống lại trên thực tế ly lão nhân thời điểm rèn luyện chiến giã thì trăm phương ngàn kế để giúp chiến giã có được kỹ năng cổ lực sống lại nhưng mà đi khắp vô số địa phương ly lão nhân thủy chung không tìm được đồ vật đó mà đồ vật này ly lão nhân cũng không xác định là cái gì sở mộ vừa sử dụng bi khóc thì đúng lúc ly lão nhân đã đánh rất trụ cột trợ giúp từ trước rồi làm cho linh hồn của chiến giã được rột rửa và có được năng lực cổ lực sống lại nhìn qua chiến giã đã tăng thực lực lên sở mộ lập tức tin tưởng nhiều hơn trong mắt hiện ra hào quang sáng ngời Hắn muốn nhìn cảnh Minh chủ và thành viên hồn minh chảy cạn máu, thực lực đạt tới cấp chúa tể thì quỷ đồng huyết ma sát muốn miểu sát chiến giả khả năng cơ hồ là không. Trận chiến đấu này cũng tuyệt đối sẽ phi thường bền bỉ, nhất là chiến giả hoàn thành lần đoạn chi trọng sinh cuối cùng, tánh mạng lực của nó so với sinh vật cùng cấp bậc cao hơn 6 lần, đừng cho quỷ đồng huyết ma sát giết thì quỷ đồng huyết ma sát cũng phải giết cả buổi. Có thể tưởng tượng được cuồng vọng tự đại đến dùng máu tươi của mình tính thời gian như Minh chủ Lăng Tiễn sau khi nhìn thấy chiến giã dùng đoạn chi trọng sinh thì cơ mặt run lên kịch liệt vì thiếu máu máu tươi vẫn chảy ra như suối cho dù thể chất hồn sủng sư cường hãn thường nhân nhưng máu chảy ra từ động mạch không phải bọn họ có thể thừa nhận được lang xiển nhìn thấy thực lực của chiến giã bỗng nhiên tăng trưởng trên mặt lộ ra vài phần ngạc nhiên cũng tốt rất dễ dàng giết chết thì quá không thú vị lang xiển tự nhủ quỷ đồng huyết ma sát đã từ trong biển máu đứng dậy sau lưng của nó xuất hiện hai lỗ máu chính là long giác của tiểu chập long đâm vào tạo thành. Nhưng mà năng lực của quỷ đồng huyết ma sát đúng là rất mạnh, thời điểm nó đứng dậy thì máu tươi trên đất cũng chuyển động, giống như đang hấp thu thật nhiều, hình thành vòng xoáy nghịch chuyển từ hai chân của quỷ đồng huyết ma sát tiến vào trong thân thể của nó. Quá trình huyết dịch này tiến vào thân thể thì miệng vết thương sau lưng quỷ đồng huyết ma sát cũng bắt đầu khép lại, thời điểm biển máu rút xuống một nửa thì thương thế của quỷ đồng huyết ma sát cũng hoàn toàn khép lại. Huyết phụ chính là lĩnh vực của quỷ đồng huyết ma sát, mà mọi người không ngừng đổ máu chính là nguồn cung cấp lực lượng và khôi phục cho nó, muốn đánh bại sinh vật như vậy quá khó khăn. Khóc, âm thanh quỷ khóc vang lên trong biển máu, quỷ đồng huyết ma sát dỗi móng vuốt ra, dơ lên cao cao thì đánh vào trong biển máu. Một đạo gợn sóng huyết sắc gợn dùng quỷ đồng huyết ma sát làm trung tâm khuếch tán ra ngoài. Ọt 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 ọt, huyết thủy xuất hiện sôi trào, không ngừng có bong bóng máu nổ tung. Chương 1204, chiến giã làm cho dịch nhân phát điên P1 huyết dịch trở nên nóng hổi, biển máu này nhanh chóng biến thành một địa ngục. Huyết dịch dung luyện, trong biển máu huyết giao phá sóng ra ngoài, huyết dịch cực nóng xoẹt qua người của chiến giã, đảo qua khải giáp của chiến giã. Dung luyện chi huyết còn đáng sợ hơn dung nham hòa tan khải giáp của chiến giã, nếu như bao phủ toàn thân thì chỉ sợ sẽ trực tiếp biến thành một bãi máu. Chiến giã bắt đầu rượt đuổi, sau lưng của nó xuất hiện trên trăm đầu huyết giao chẳng chịt ý đổ muốn cuốn lấy nó. Giống trong quá trình chạy trốn chiến giã phun một đạo hào quang hủy diệt ra phía sau. Lực lượng hủy diệt phá tan chừng 10 huyết dao, những huyết dao khác càng tới càng gần, toàn bộ sông tới thì chiến giã sẽ bị dung luyện xương cốt cũng không thừa. Ha ha ha, nên hưởng thụ tư vị tử vong tới gần đi. Lăng xiển cười ha hả thực lực tăng lên thì như thế nào, còn không phải chạy trốn như chó nhà có tam hay sao. Huyết dao dần dần đuổi theo, thân hình dỡ tợn và dương nhanh múa vuốt. Chiến giã không hoàn toàn biến ảo vị trí, lúc vượt qua huyết giao thì phun hào quan hủy diệt tiêu diệt huyết giao đang truy đuổi. Áo giáp cơ hồ bị dung luyện, quỷ đồng huyết ma sát dùng kỹ năng này tiếp tục thời gian dài thì chiến giã không thể né tránh hoàn toàn được. Làn da cũng lộ ra ngoài, làn da của chiến giã cũng không có tính phòng ngự gì cả, bị thân hình huyết giao quẹt nhẹ một cái thì cơ bắp và xương cốt tan chảy. Quỷ đồng huyết ma sát thấy kỹ năng này có thể tạo ra kỳ hiệu thì trong mắt hiện ra nét hưng phấn, lại vỗ trưởng vào trong biển máu tạo thêm nhiều huyết giao. Huyết giao xuất hiện làm cho biển máu hạ thấp xuống một chút, nhưng mà nhìn thấy cơ hội chém giết chiến thú mặc giã thì quỷ đồng huyết ma sát cần gì phải đi lưu ý biển máu còn lại bao nhiêu. Thật vất vả đánh tan 50 huyết sao lại xuất hiện một đám đồ vật giữ tợn không ngừng bay múa chung quanh chiến giã. Nhưng mà biểu hiện của chiến giã hiện giờ rất tỉnh táo, mặc dù không có áo giáp nhưng vẫn bảo trì tư thái né tránh. Sinh mệnh lực khổng lồ làm cho chiến giã mặc dù bị thương cũng có thể bảo trì đầy đủ sức chiến đấu, nhìn qua biển máu không ngừng hạ thấp sở mộ lúc này tươi cười. Rất hiển nhiên lực lượng và tính mạng của quỷ đồng huyết ma sát không có khả năng duy trì vô cùng vô tận, hiện tại muốn làm là tiêu hao biển máu bên dưới. Chiến giã, đoạn chi trọng sinh, sở mộ nhìn chiến giã phát ra mệnh lệnh, huyết giao không ngừng gia tăng, nếu chiến giã vào hơi thở cuối cùng thi triển kỹ năng thì chỉ sợ thân thể không được chữa trị đã biến thành một vũng máu. Cho nên sở mộ cũng không có ham chút tính mạng ấy, quả nhiên cho chiến giã thi triển kỹ năng đoạn chi trọng sinh. Chiến giã lúc này vẫn còn bảo tồn sinh mệnh lực cực lớn, loại tình huống này thi triển đoạn chi trọng sinh tuyệt đối không nguy hiểm tính mạng chút nào. Giống, chiến giã nhảy dựng lên, thân hình máu chảy đầm điều hóa thành ô quang chiến phủ, chiến phủ xoay tròn và đánh xuống. Bang, di di, năng lượng chiến phủ đánh xuống thì mấy chục đầu huyết sao bị đánh bay ra ngoài, có chút thậm chí trực tiếp bị đánh tan hóa thành bọt khí. Sau khi đánh bay huyết sao, chiến giã lập tức thi triển kỹ năng đoạn chi trọng sinh, một cổ hào quang bao phủ toàn thân của nó, hóa thành cốt cách, huyết quản, huyết dịch, cơ bắp, làn da. Cuối cùng là khải giáp lóng lánh góc cạnh rõ ràng. Sau khi có khải giáp bao trùm, cổ vân trên người chiến giã lại lóe lên rồi ảm đạm xuống lần nữa. Trong quá trình này thân thể chiến giã khôi phục lại, cải biến thân thể chiến giã, khiến thuộc tính của nó trở nên cường đại hơn trước. Trước kia nhìn qua huyết sao run rẩy, hiệu quả dũng chiết chi tâm làm cho thực lực chiến giã dần dần tăng lên. Sau khi có dược cổ lực sống lại thì chiến giã trong quá trình này tăng cấp bậc lên thật nhiều, như thế thực lực chiến giã bây giờ so với chuẩn chúa tể thì mạnh hơn một bậc. Sau khi có được lực lượng mới thì chiến giã quét mắt nhìn qua những huyết dao giống như quỷ đòi mạng, thân hình lóe lên tốc độ cực nhanh xoẹt qua 10 đầu huyết dao, chảo lực ẩn chứa ấn ký cổ xưa xé nát huyết dao. Lập tức 10 đầu huyết dao bị phá hủy, thân nhẹ như ý, tốc độ của chiến giã không giảm bớt chút nào lại một lần nữa tấn công huyết dao khác chung quanh. Bá, lại 10 đầu huyết sao bị đánh tan. Rất rõ ràng thực lực của chiến đã tăng lên, làm cho năng lực né tránh và thủ đoạn tiến công càng trở nên hoàn mỹ hơn, huyết dao đã không còn cấu thành uy hiếp như trước được nữa, mà mặc kệ những huyết dao này hung ác dữ tợn như thế nào cũng không chạy thoát trào nhận của chiến giã. Âm thanh móng vuốt sắc bén xé nát huyết dao truyền tới, Minh Chủ Lăng Xiển nhìn thấy huyết dao không ngừng bị tan rã, sắc mặt đã khó coi vài phần. Sắc mặt khó coi một nguyên nhân tự nhiên là huyết dịch chảy nhiều, hiện tại Minh Chủ Lăng Xiển đã cảm giác được thân thể của mình có chút không được khỏe, trong nội tâm cũng lúc này càng bực bội kỹ năng đoạn chi trọng sinh của chiến thú mặc giã thêm vài phần. "Long, Long tuyệt đại nhân, ta cũng biết Minh chủ cái thế vô song, nhưng mà chiến thú mặc giã của Sở Phương Trần chính là tồn tại biến thái a." Tả Ngấn hạ giọng nhìn Long Tuyệt bên cạnh nói ra. Long Tuyệt mắng thì mắng nhưng hắn tuyệt đối tin tưởng Minh chủ có thể rất nhanh giải quyết được Sở Phương Trần, nhưng hiện giờ nghe Tả Ngấn nói như vậy thì trong lòng của hắn cũng có chút bồn chồn. Quỷ đồng huyết ma sát của Minh chủ tính công kích rất mạnh rất nhanh có thể bước nó dùng toàn bộ năng lực đoạn chi trọng sinh, ân, ân, ta nhớ được nó có 5 lần đoạn chi trọng sinh, nó đã sử dụng 3 lượt, còn có 2 lần, yên tâm, yên tâm. Long tuyệt mở miệng nói ra, thuận tiện cũng ổn định quân tâm một chút. Lúc ban đầu là nghiền ngấm, đến bây giờ là vài phần bực bội, mình chủ lăng xiển hiển nhiên không ngờ chiến thú mặc giã của sở mộ khó chơi như vậy. Giết nó, Minh chủ lăng xiển sẳng giọng ra lệnh, quỷ đồng huyết ma sát phát ra một tiếng quỷ chu khóc, thân thể hóa thành một đạo huyết quang bay thẳng tới chiến giã. Sát khí đằng đằng, sinh vật quỷ hệ tràn ngập khí thức tử vong, nhìn qua hung thần này đáng sợ cỡ nào. Nhưng mà sở mộ cũng không bị sát khí của quỷ đồng huyết ma sát làm mê hoặc, nó không có tái sử dụng huyết kỹ nữa rồi, đã nói lên hiện tại lượng máu ở nơi này không đủ. Cận chiến vật lộn chiến giã sợ ai, căn bản không cần sở mộ ra lệnh, chiến hổ đã bắt đầu nghinh chiến với đối thủ, tiến hành chém giết cận thân với sinh vật quỷ hệ này. Không có hiệu quả biên máu gia trì, Thực lực của quỷ Đồng Huyết Ma Sát cũng chỉ mạnh hơn Chiến Giã một cấp bậc, loại tình huống này làm công kích của quỷ Đồng Huyết Ma Sát đã không còn lăng lệ ác liệt nữa, Chiến Giã không có trốn tránh làm lãng phí thời gian, trực tiếp tiến hành vật lộn với quỷ Đồng Huyết Ma Sát. Chương 1205, Chiến Giã làm cho dịch nhân phát điên P2. Loại vật lộn bỏ qua phòng ngự này Chiến Giã trải qua nhiều lần hơn quỷ Đồng Huyết Ma Sát quá nhiều, trọng yếu nhất là Chiến Giã cho dù bị trọng kích cũng phải kéo một khối thịt trên người của đối thủ xuống làm cho nội tâm địch thủ sinh ra áp lực và sợ hãi thật sâu với cách chiến đấu này. Sau một phen chiến đấu vật lộn cận thân, chiến giã cũng đã vết thương chồng chất, nhưng mà quỷ đồng huyết ma sát cũng chưa chắc hoàn hảo không tổn thương gì, thân thể dữ tợn của nó khắp nơi đều là dấu cao. Chiến giã, thối lui, bỗng nhiên sở mộ nhìn thấy chiến giã đang huyết chiến thì phát ra mệnh lệnh. Chiến giã cũng đã ra quyết tâm phải giết đối thủ, hơn nữa thông qua cận chiến bỏ qua phòng ngự này đã có ưu thế nhất định người của Tam Đại Cung Điện thấy sở mộ cho chiến giã thối lui thì lập tức vạn phần khó hiểu. Nhưng mà sau một khắc biển máu nổ tung mạnh mẽ, một cái miệng khổng lồ đầy răng nanh cắn về phía chiến giã. Cát, huyết hàm kinh người kia khép lại, mọi người thậm chí có thể trông thấy không gian bị gặm nát. Đột nhiên xuất hiện một màn này làm cho tất cả mọi người ngây người, nếu như vừa rồi chiến giã tiếp tục chém giết với quỷ đồng huyết ma sát thì chiến giã nhất định sẽ bị trực tiếp cắn thành hai đoạn, ngay sau đó quỷ đồng huyết ma sát tùy ý dùng một kỹ năng cũng có thể đưa nó vào chỗ chết. Mọi người hít sâu một hơi, lúc này cảm thán sở mộ tỉnh táo cùng phán đoán chính xác. Hai mắt của sở mộ hiện ra màu bạc khác lạ, thời điểm chiến dã đang vật lộn thì sở mộ liên tục lưu ý biển máu. Công kích mạnh nhất của quỷ đồng huyết ma sát tới từ biển máu gia trì, trong quá trình chiến dã chém giết với nói thì biển máu bởi vì có máu của vạn người mà trở nên đậm đặc, mà quỷ đồng huyết ma sát vào lúc sinh mệnh lực của chiến giã giảm xuống thấp thì đột nhiên phát động công kích, nhất định có thể miểu sát chiến giã. Minh chủ lăng xiển sát rào hòa tới mức đáng sợ, cố ý dùng loại phương thức này làm cho chiến giã buông lỏng cảnh giác, thậm chí cố ý rơi vào hạ phong, sau đó thừa lúc máu tươi đậm đặc thì lập tức phát động một kích chí mạng. Nếu không phải sở mộ ý thức được mấu chốt là huyết dịch nồng đậm, hơn nữa tùy thời bảo trì thi triển dị động, chỉ sợ vừa rồi chiến giã đã bị giết chết. Đoạn chi trọng sinh, sở mộ vẫn không do dự như trước lại cho chiến giã thi triển kỹ năng đoạn chi trọng sinh dùng trạng thái hiện giờ của chiến giã thì tuyệt đối sẽ bị quỷ đồng huyết ma sát miểu sát nhất là nồng độ của biển máu trở nên đậm đặc hơn đây là thời điểm biển máu trợ giúp địch thủ hư đã bốn lần đoạn chi trọng sinh minh chủ lăng xiển nhìn qua chiến giã khôi phục chiến đấu thật nhanh hư lạnh một tiếng nhưng mà sau khi sử dụng đoạn chi trọng sinh thì khí thế chiến thú mặc giã lại được tăng cường lần nữa làm cho cơ bắp trên mặt của hắn co quắp thực lực tăng lên cũng sẽ làm thời gian chiến đấu kéo càng dài. Hiện tại quỷ đồng huyết ma sát mặc dù phát động kỹ năng mạnh nhất cũng tuyệt đối không thể trong hai ba kỹ năng giết được sinh vật có sinh mệnh lực cực kỳ nồng đậm. Minh chủ lăng xiển liếc mắt nhìn qua cổ tay của mình, máu đỏ tươi đang tiếp tục chảy xuống. Thể chất của hắn so với hồn sủng sư khác mạnh hơn không ít, nhưng dù vậy huyết dịch chảy nhiều cũng lấy mạng của hắn, phải tốc chiến tốc thắng. Sau khi phát ra mệnh lệnh thì quỷ đồng huyết ma sát lại tích lũy lượng máu của vạn người trở nên càng thêm đáng sợ, huyết sóng cuồn cuộn dưới sự khống chế của nó trở thành ma quỷ, lại đánh về phía mặc giã. Năng lực chống cự của chiến giã hiện tại rất mạnh, không cần phải giống như trước kia trốn trốn tránh tránh, nhìn thấy đám huyết quỷ đang ép tới thì tức giận gầm lên một tiếng, mặc cho biển máu cuồn cuộn phóng tới trước. Trong biển máu nhìn thấy mà giật mình này, thân ảnh ô sắc nhỏ bé lại cuồng giã đạp trên sóng máu, chiến giã đang tìm kiếm quỷ đồng huyết ma sát trong biển máu. Bỗng nhiên răng nanh mở ra huyễn hóa thành cái miệng tối đen, muốn một ngụm cắn nát huyết quỷ đang lao tới. Quỷ Đông huyết ma sát cầm huyết mâu trong tay né tránh kỹ năng của chiến giả, sau đó lại ném huyết mâu lên bầu trời. Sau khi huyết mâu tiến vào trong bầu trời không rõ ràng, tầng mây lập tức nhuộm thành màu đỏ. Khóc, huyết ma ngẩng đầu lên gáy to một tiếng, lập tức tháo chạy ra khỏi huyết quang kinh hồn táng đảm kia. Huyết tinh nồng đậm hơn, huyết dịch càng trở nên nồng đậm. Thời điểm huyết mâu rơi xuống thì thình lình biến thành một khối huyết bia. Huyết bia nện xuống làm cả biển máu bị chấn động bay lên khỏi mặt đất biển máu lượn lờ chung quanh huyết bia lập tức biển máu hóa thành vòng xoáy đem biển máu trong phạm vi huyết vụ cuốn vào trong huyết bia chiến giã cũng biết kỹ năng này lợi hại vội vàng chạy ra khỏi phạm vi vòng xoáy nhưng mà dòng xoài này đột nhiên quay ngược lại, mang theo huyết sóng tầng tầng lớp lớp. Tiếp tục không ngừng đánh vào người của chiến giã, cưỡng ép cuốn lấy chiến giã vào trong quỹ thích của vòng xoáy. Huyết sóng cường đại, chiến giã tự biết không cách nào đào thoát, ánh mắt lập tức tập trung nhìn qua quỷ đồng huyết ma sát trên tấm bia, ánh mắt ngưng tụ, chiến giã nhanh chóng lao vào vòng xoáy. Vượt qua gợn sóng, tốc độ của chiến giã tăng lên vài lần, thời điểm sắp tiến vào trong huyết bia thì chiến giã hóa thành chiến phủ bay thẳng đến bổ lên người của quỷ đồng huyết ma sát. Bá, chiến phủ ra trì lực lượng ấn ký cổ xưa, sau khi đạt được gia tốc thì uy lực trở nên mạnh mẽ hơn vài phần, một bố này bổ lên bụng của quỷ đồng huyết ma sát. Ao 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 ao. Sau khi hoàn thành một kích thì chiến giã lập tức bị huyết sóng cuốn vào trong huyết bia, thừa nhận lực lượng đáng sợ của huyết dịch trạng thái tính mạng của chiến giã còn rất no đủ mặc dù thừa nhận công kích cũng không có bị giết chết mà quỷ đồng huyết ma sát lại bị chiến phủ rắn rắn chắc chắc bổ chúng máu tươi văng khắp nơi thống khổ phát ra tiếng quỷ gáy vô cùng khó nghe xôn xao vòng xoáy xuất hiện một ít chấn động sau khi chiến giã chịu công kích thống khổ trong huyết bia lập tức dùng tốc độ cực nhanh kéo dài khoảng cách với quỷ đồng huyết ma sát mà quỷ đồng huyết ma sát nhìn qua huyết giã máu tươi đầm đìa bỏ chạy thì càng nổi giận khống chế huyết sóng đuổi theo chiến giã Chiến giã vừa chạy trốn vừa hoàn thành một lần đoạn chi trọng sinh, khải giáp của nó đã bị tan nát trong huyết bia rồi, dần dần hào quang bao phủ người của nó, sau đó rất nhanh đã cứng lại thành ô sắc chiến giáp. Tốc độ chạy trốn lúc ban đầu của chiến giã dần dần đạt tới tốc độ cao nhất. Đây chính là quá trình đoạn chi trọng sinh khôi phục toàn bộ trọng thương, mà khi sinh mệnh lực lại rồi rào thì chiến giã đang chạy trốn bỗng nhiên ngừng gấp. Thân thể xoay ngược đạp lên một mảnh phế tích, sau đó nhảy lên đầy hoa lệ thi triển tử thần thự quang nhận đánh vào người quỷ đồng huyết ma sát. Chương 1206, chiến giã làm cho dịch nhân phát điên P3. Ô nhận hóa thành hai đạo lãnh nguyệt, đột nhiên xuất hiện làm cho quỷ đồng huyết ma sát có chút bất ngờ. Quỷ đồng huyết ma sát cầm huyết khung đao trong tay, ô quang lãnh nguyệt chém xuống, nó trực tiếp đánh tan huyết đao và dư lực lượng đánh vào người của quỷ đồng huyết ma sát, đem thân thể của quỷ đồng huyết ma sát đánh bay ngược trở về. Quỷ đồng huyết ma sát giải khai huyết sóng này, nó trượt dài tới nội thành mới miễn cưỡng tiêu tan hết lực trùng kích một đôi quỷ nhãn cực kỳ tức giận nhìn chằm chằm vào chiến thú mặc dã đáng hận kia tốt trong nội tâm sở mộ lập tức mừng rỡ hai lần đoạn chi trọng sinh thì thực lực của chiến giã tăng lên một cấp bậc có thừa hiện tại đã phi thường tiếp cận cấp chúa tể cấp thấp lực lượng lúc ban đầu chỉ gãy ngứa cho đối thủ đến bây giờ tạo thành tổn thương thật sự cho quỷ đồng huyết ma sát chiến giã hiện tại cũng sống qua giai đoạn biệt khuất rồi kế tiếp chính là thời điểm phản kích tí tách tí tách máu tươi nhỏ xuống làm minh chủ lăng xiển nhìn qua cổ tay của mình lại đưa mắt nhìn qua chiến thú mặc dã tăng thực lực lên tiếp cận chúa tể cấp thấp sắc mặt lập tức tái nhợt lúc này minh chủ lăng xiển nhất định không cười nổi nữa bởi vì tánh mạng của hắn trôi qua vô cùng nghiêm trọng minh minh chủ hay là hay là thu huyết vụ đi rất nhiều người của chúng ta ngất xỉu rồi long tuyệt kiên trì dùng tinh thần tri âm nói với minh chủ lăng xiển long tuyệt nói đúng chính là sự thật hiện tại đã có một phần ba người không đứng vững, một ít người thể lực không tốt đã ngất xỉu rồi, còn chảy máu thì có khả năng nguy hiểm tới tính mạng. Cầm miệng, Minh Chủ Lăng xiền tức giận gầm lên một tiếng, một tiếng này làm cho Long Tuyệt sợ tới mức toàn thân run rẩy, căn bản không dám nói thêm nửa câu. Minh Chủ lạnh lùng quét mắt nhìn qua gương mặt lo âu thấp thỏm của thành viên hồn minh. Vốn hắn cho rằng có thể tăng cường quỷ đồng huyết ma sát lên cấp chúa tể cấp thấp thì có thể nhanh chóng giải quyết sở mộ, nhưng hắn đâu ngờ chiến đấu lại kéo dài lâu như vậy. Lang xiển lạnh lùng đưa mắt nhìn qua chiến giã phát động công kích ra vẻ chấn định trong nội tâm âm thầm cười lạnh nó đã không có năng lực đoạn chi trọng sinh chỉ có thực lực tiếp cận cấp chúa tể cấp thấp còn chưa đạt tới cấp chúa tể cấp thấp thì tuyệt đối không phải là đối thủ của quỷ đồng huyết ma sát thực lực đã không còn cách xa như trước kia công kích của chiến giã càng trở nên giã tính lực lượng tốc độ phòng ngự sinh mệnh lực tăng trưởng khiến nó tiến công phòng thủ né tránh đều ít bị thương hơn tuy chưa thể nói áp chế quỷ đồng huyết ma sát khắt cao nhưng quỷ đồng huyết ma sát muốn thương tổn chiến giã thì nhất định phải trả giá lớn thê thảm. Thực lực không khác nhau lắm, trận chém giết này sẽ càng dài dằng dặc, nhất là đối với thành viên hồn minh đang đổ máu mà nói đây quả thực so với giết bọn họ còn khó chịu hơn. Người của hồn minh vừa đụng vào đã lảo đảo, mà khi bọn họ phát hiện chiến thú mặc giã có được năng lực tự lành cường đại trong chiến đấu. Đồng thời dũng chiết chi tâm vẫn đang ra chỉ thực lực của nó, người của hồn minh có người xúc động muốn tự sát. Sắc mặt minh chủ lăng xỉn càng ngày càng tái nhợt, nhưng mà hắn bây giờ chỉ có thể cắn răng chỉ huy chiến đấu rốt cục cơ hội cũng tới trong mắt Minh chủ lăng xiển hiện ra một tia âm tàn lúc này đây cho dù như thế nào cũng phải giải quyết chiến thú mặc dã ánh mắt quỷ đồng huyết ma sát ngưng tụ lập tức có vô số quỷ thủ hiện ra trong biển mấu một mực bắt lấy chiến giã vừa phóng thích kỹ năng mà không kịp rút lui huyết liêm lập tức xuất hiện trong tay quỷ đồng huyết ma sát quỷ đồng huyết ma sát tức giận trùng thiên hung hăng bổ vào người của chiến giã chiến giã nổi giận gầm lên một tiếng chấn bay những quỷ thủ dưới chân nhưng muốn né tránh huyết liêm đao thì không kịp nữa xôn sao, huyết liêm đao chém ra thì mặt đất lập tức vỡ vụn một chém này quét chiến giã bay ra ngoài trùng trùng điệp 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 nện vào trong huyết trì một kích này cơ hồ chém nát xương cốt của nó cho dù như thế nào nó cũng không thể đứng dậy thấy một màn này thì minh chủ lăng xiển lập tức cười to lên ha 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 đi chết đi a à sau khi ra lệnh một tiếng thì quỷ đồng huyết ma sát dơ huyết liêm đao lên cao nó hóa thành ma quỷ từ trên cao bổ xuống đem huyết liêm đao chém vào vị trí vừa rồi bị thương của chiến giã muốn kết liễu chiến giã trông thấy chiến thú mặc giã rốt cục cũng bị đánh bại thành viên hồn minh giống như được tái sinh con người cũng sáng lên hống 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 nhưng mà tiếng gào to làm tinh thần mọi người chấn động quỷ đồng huyết ma sát vừa mới chém xuống thân ảnh màu đen kia tháo chạy đụng quỷ đồng huyết ma sát bay ra ngoài Liêm đao của quỷ đồng huyết ma sát xoẹt một đạo vòng cung đánh vào phế tích cung điện, mà một đám thành viên hồn minh cơ hồ tuyệt vọng khi thấy liêm đao đánh tới. Ba Chiến giã nhảy qua chỗ khác của biển máu, chiến ý 10 phần, một thân ô sắc khải giáp góc cạnh lóng lánh làm thành viên hồn minh sắp biến thành thây khô đầu choáng mắt hóa. Trời ơi, chiến thú mặc giã này có được 6 lần đoạn chi trọng sinh. Tả ngấn kinh hô một tiếng, một tiếng này không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang, lại làm cho đám người dựa vào ý chí trèo chống lúc này biến thành tuyệt vọng, huyết dịch xối mòn nhiều làm con mắt của bọn họ đen lại. Lần đầu tiên chiến giã chiến đấu với Ngô Quảng nó chỉ sử dụng 5 lần đoạn chi trọng sinh. 5 lần đoạn chi trọng sinh đã là cực hạn trong cực hạn, tất cả mọi người vô ý thức cho rằng chiến giã cũng có 5 lần, kể cả Minh Chủ Lăng Xiển cũng đạt được tình báo là 5 lần. Hỗn đản, Minh Chủ Lăng Xiển đã trách mắng một câu, lúc này sắc mặt của hắn vô cùng tái nhợt, tư thái cuồng vọng biên cuồng vừa rồi đã biến mất không còn lại gì bực bội phát điên phẫn nộ cảm thấy thẹn quá hóa giận hiện rõ trên người của hắn càng làm cơ bắp của hắn run lên kịch liệt bộ ngực phập phồng giống như núi lửa phun trào không ngừng lên xuống cái gì gọi là lấy đá nện chân mình chính là tình cảnh hiện giờ hơn nữa hòn đá này vô cùng to và nặng một lần đoạn chi trọng sinh cuối cùng hiệu quả cổ lực sống lại lại lần nữa tăng thực lực của chiến dã lên cho dù có thể nhìn ra được chiến giã cũng không có chính thức bước qua cái hạm chúa tể cấp thấp nhưng tuyệt đối là không kém bao nhiêu cả quan trọng hơn là chiến giã còn có át chủ bài còn chưa sử dụng. Giống, chiến giã gào thét một tiếng, đôi mắt đen của nó biến thành đỏ hồng. Một tầng huyê vụ từ biển máu bao phủ, bao phủ lên người của chiến giã, kích thích cơ thể phủ đầy máu của chiến giã điên cuồng, phủ cho chiến giã một kiện huyết sắc chiến giáp. Khát máu cuồng hóa, cho tới bây giờ chiến giã mới thi triển kỹ năng này. Trường 1207, đánh bại quỷ đồng huyết ma sát P1. Sau khi sử dụng khát máu cuồng hóa thì khí thế của chiến giã lại tăng lên lần nữa, đã chính thức bước vào cấp chúa tể cấp thấp. Từ tiếp cận chúa tể đến chúa tể cấp thấp đây là một sự quá độ thực lực cực lớn, tất cả mọi người nhìn thấy quá trình thực lực của chiến giã tăng lên, nhưng mà thời điểm này mọi người mới cảm nhận được uy áp của chúa tể cấp thấp truyền tới vẫn mang theo khó tin vài phần. Sắc mặt minh chủ lăng xiển hiện tại đã vô cùng khó coi, thói quen coi rẻ tất cả của hắn lúc này càng thừa nhận sỉ nhục trước nay chưa từng có quỷ đồng huyết ma sát cũng giống như chủ nhân của nó bực bội phẫn nộ phát điên chúa tể quỷ hệ này cũng gào lên điên cuồng lĩnh vực tràn ngập huyết dịch đậm đặc tốc độ chảy máu của tất cả mọi người trở nên nhanh hơn mọi người hiện tại cũng đang ở trong trạng thái suy yếu tốc độ huyết dịch chảy nhanh hơn không khác gì trực tiếp lấy mạng của bọn họ